Mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền bản thập thần phước duyên, cầu xin hộ pháp chi thiên, phát tâm hoan hỷ truyền giúp cho thảy điều hướng vị cam lồ đạo tâm bắt thôi. Lời vàng chi thâm sâu thấm nhường trăm họ năm châu thái bình, nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ cho đạo màu. Bây giờ còn giờ thư không lên giới thì đọc kinh mà Mangalasutan, kinh hạnh phúc. Dằng mang ra lăng đà đắc hi chinh ta dình sư sa đề quá thà xót thà năng nà hi gác chanh chi áp thắc tình sanh cha mang ra lăng đề chi tăng đề quá đề quê na sáp ta thà quý na sa năng sáp ta lô cơ hít tắp thà cha mang ra lăng tăng thà nà ma hê ê quăng mê sư tăng ê khăn sa mê dằn thà cao hòa sa vắc chi dằn vì hà ra ti về ta quay nè a na tha phần đi khác ta a ra mẹ a tha khổ anh nhát ta ra đề qua ta a bích thành ta gia gấp ti già a bích thành ta quan na kề qua la khác thằng kề ta qua nàng ốc ta xếp qua về na tha cao quan tề nút tha sàn tha mít út tha sàn tha mít to ta cao quan tăng a phi qua đề to ê khá măng tăng ác thà si ê khá măng tăng si ta khô sa đê quá ta ta ga quanh tăng đa thà chắc bắp ta ba si bao khô đê quá ma nút ta cha măng ca la nít chinh ta dùng a chanh ca ma na xót tha năng rù hi măng ca la mút ta ma cha ba la năng ta đi ta già cha phụ cha ni già năng ê tăng măng ga la mục ta măng bắt đi rù pha đề sa hòa sô ca phúc đề cha ca ta phụng nha đà ác ta sam ma pha ni thi cha ê tăng măng ga la mục ta măng bà hu sắc chành ca xiếp thành ca uy na dô ca su tích khi tô chư sa chư cha cha già hòa cha ê tăng măng ca mốt ta măng ma ta thi tu u phát tha năng phúc ta đà rắc sa sang ga hồ a na ku la cha tham man ta ê tăng măng ga la mốt ta măng đà nan cha tham ma cha vi ya ca nhà ta tha nan ca sang ga hồ a na wap cha ni cham ma ni ê tăng măng ga la mốt ta măng a ra ti vi ra ti ba ba mắt cha pha na cha san nha mô a ma đồ cha tham mê su ê tăng măng ga la mục ta măng ga ra bồ ca ni hoa tô ca san túc thi ca ca tâm như ta kha lê na tham mát sa qua năng ê tăng măng ga la mục ta măng thành ti cha so va ca sa đa sa ma na nan cha đa sa năng tha lê na tham ma sa khắc cha ê tăng măng ga la mục ta măng ta phô cha rầm ma ca li ya ca di ya sắc cha ni đa sa năng ni đa na sắc chi li di ya cha ê tăng măng ga la mục ta măng phục tha sa lo ca tham mê sĩ chích tăng yat sa na tham phát ti a so căng vi đa chăng kê măng ê tăng măng ga la mục ta măng ê ta đi xa ni khắc to na sắp đắc tha ma pha ra chi ta sắp đắc tha sắp thân giác chẳng ti tăng tê sang mang ra la mục ta mang ti chư thiên cùng nhân loại suốt 12 năm ròng đã chi tư nghĩ ngợi mà chẳng thấy biết được 38 hạnh phúc là nhân sanh cát tường. Này hỡi chư thiên giả, chúng tôi sẽ kỳ tụng những điều cao thượng này. Đức thiện huệ đã thiết vì lợi ích chúng sanh diệt trừ mọi điều ác. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của chứng giả cấp cô độc, gần thành phá vệ khi đem gần mãn. Có một vị trời dung sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu sáng tỏ kỳ viên, đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng: chư thiên và nhân loại, suy nghĩ điều hạnh phúc hằng tầu
Thằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành, xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy: thứ nhất, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng đảnh lễ là phúc lành cao thượng. Thứ hai, ở chúng xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Thứ ba, đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chắc là phúc lành cao thượng. Thứ tư, hiếu thực sanh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thứ năm, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng đời là phúc lành cao thượng. Thứ sáu, xả ly tâm nghiệp ác, chế ngự không say xưa, trong pháp thông phóng dật là phúc lành cao thượng. Thứ bảy, biết cung kính khiêm nhường, chi túc và chi ăn, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thứ tám, nhẫn nhục lời như hòa, yến kiết bạch sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Thứ chín, tự chủ sống phạm hạnh, thấy rõ lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Thứ mười, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thách, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Ý đằng vô nha ti năng khô tu sĩ chita hồng tu ý đằng vô nha ti năng khô tu sĩ chita hồng tu ý đằng vô nha ti năng khô tu sĩ chita hồng tu ý đằng qua tâm mê phun nhân a sao vắt thế già và hằng hồ tu ý đằng mê phun nhân nhíp bà nát sao phát cha vô hồ tu ma mà phun nắp pha gầm sắp tắc sắp tà năng pha chề mi tê sắp đề mê sa năng phun nhắp bà gầm lắp bằng tu xa thủ lầm được phúc báo mà chúng con đã trông cảnh đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trông sạch lầm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trông sạch lầm đây, hay là pháp duyên ngành, pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm hữu ngầm nơi tâm. Do phước báo mà chúng con đã trông sạch lòng đây, hay là pháp duyên lành để trợ duyên chứng đắc niết bàn, xin chia phần phước mình đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được hưởng đồng điều cả thể như nhau. Lành thay. Xin thỉnh pháp sư. Ê quầm xá hầm bắc tì gầm mà ba ca hoành tầng ách à chắc thá tùng hì ba quệ ná tầng bút thồ khà rùng nghề nà thi hòa xá giá tầng hà bút thà giá phà đề ná mi gà đà dằn ta tổ gá tổ phành cháu gấp già đá dồ này về á mặn phà về chi thầm má tổ ta tổ pháp phụ ti sầm bút thồ á nù nà thầm má đề xá nặng mà sao quát xà ni đề xề chi sắc xà nặng ác thá si thác thần tề na xà thú ấy dồ bằng tề đề xề chú thầm ma đề xa nặng sắp bà di pha pha đi già giá nút thầm thầm thi thà tâm quệ phạm thiên thành tỉnh khẩn hoảng phật nhậm lời nhưng chẳng giữ hơi quyết lòng mở đạo dời chân sang thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở giáo pháp 45 hạ giáp thối. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích sự rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được chí phi vạn toàn. Con xin mời thư Liễu Tông cầm mic để thử máy và để trả lời những câu hỏi của quý vị trong đạo tràng. Ừ.
Nam mô Tát sa pha vá tô và ra hà tô sam ma sam bô Tát sa Nam mô Tát sa pha ga vá tô và ra hà tô sam ma sam bô Tát sa Nam mô Tát sa pha ga vá tô và ra hà tô sam ma sam bô Tát sa Nam mô Bố Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Giả Kính Thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bố Thà Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ ngài Liễu Tông, lễ thượng tọa Trương Tịnh, lễ chư tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiên nam tiên nữ. Hôm nay đường truyền của chúng tôi bị trục trặc, thấy giờ té lên rớt xuống. Mong quý vị hiểu.
Và hôm nay là ngày của Ngài Vũ Tông, một cái ngày rất là quan trọng trong sự tu tập của chúng ta. Quý vị có thắc mắc, có những câu hỏi thì quý vị có thể trực tiếp đưa tay đặt câu hỏi để được Ngài Vũ Tông giải thích cho quý vị, hoặc là quý vị có thể text chat lên và Ngài sẽ thấy rồi sẽ trả lời cho quý vị. Nhưng mà đặc biệt trong đạo tràng của chúng ta, vị nào có thể làm thị giả rồi chúng ta sẽ trực tiếp sẽ có liên tục hơn. Alo, có vị nào làm thị giả? Nếu không thì quý vị có thể tới chat hoặc là có thể đưa tay. Thì mời quý vị cứ mạnh dạn. Một tuần chúng ta chỉ có một ngày mà thôi. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ mời ha. Quý vị hoan hỷ ha, chuẩn bị những câu hỏi. Và nhất là những cái vị mà mới đến với đạo tràng thì chắc chắn rằng có những điều thắc mắc. Huynh Phong. Huynh Phong có chút máy mà. Huynh Phong có thể đưa lên những sự thắc mắc khi vào trong cái room này sinh hoạt. Alo, xin mời bàn tay của Huynh Phong ạ. Chúng ta trực tiếp thì sẽ hay hơn là những cái dòng tới chat. Alo, Huynh Phong có chốt máy mà. Xin cho thấy cái bàn tay và đặt câu hỏi để Ngài Liễu Tông giải thích cho Huynh. Rồi, xin mời Huynh ha. Dạ, con xin chào. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin chào quý đại đức, con xin kính lễ thầy. Con xin kính lễ quý tu nữ, con xin chào đạo tràng. Con là Thiên, con là Thiên, con là đệ tử của thầy Chân Tịnh ạ. Dạ, tại vì thì con cũng mới vô thôi, thì bây giờ thì con sẽ học dần, học dần, tức là cái những cái nào mà mình bây giờ đạo tràng đang có những cái ngôn ngữ giống như là mới vô là mình phải chào chào như thế nào, phải nói những cái câu nào đầu tiên, câu thứ hai là làm những cái gì, rồi mình sẽ học như sao. Thì con cũng mới bắt đầu con học thôi, cho nên thì con chưa có những cái nào là kêu là thắc mắc thêm, cho nên bây giờ thì con cũng chỉ là học thêm một tuần hai tuần nữa. Con sẽ, nếu mà khi đó con có thêm vấn đề thì lúc đó thì con sẽ hỏi à. Còn bây giờ thì mới thì con chỉ biết là nhồi vào đầu trước cái đã, rồi cái lúc đó mình mới cảm nhận và có thêm những cái gì vô đầu, rồi sau đó mới có thể là được đặt ra những cái câu hỏi đúng đắn được. Chứ bây giờ là con chỉ là nói câu hỏi, nếu mà có đặt ra thì nó cũng là những cái câu hỏi tào lao thôi. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng, con xin cảm ơn quý tăng, con xin cảm ơn quý tu nữ ạ. Dạ, con xin hết ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Triều Tàu Ngày Gia Kinh Thừa Chư Cựu Chư Năng Phương Trang Nữ Trong Đạo Tràng. Không biết cái vị vừa rồi đó là ở trong cái hệ nào, ở trong cái giáo Phật giáo thì chúng tôi không rõ. Nhưng ở đây cái room này là room Nam Truyền, thành ra khi mà mình muốn commit hay là mình muốn hỏi gì đó thì thường thường trong lời dạy Đức Phật cho
cư sĩ hoặc thân sinh nam sinh nữ trong cái đạo tràng này đó, thì ngài chỉ người nào mà đối với chư tăng người ít hạ thì gọi người lớn hạ là tôn giả, người lớn hạ gọi người nhỏ hạ hơn là hiền giả. Quý vị thường nghe đó, nếu quý vị vô trong mấy chùa hay nguyên thủy thường nghe là người ta xưng nhau là phần tê hoặc a vũ sổ. Phần tê tức là tôn giả, a vũ sổ là hiền giả. Thì cư cận sinh nam của sinh nữ cũng có thể dùng những chữ đó, thì về quan vị kính bạch tôn giả hay gì đó. Nhưng mà thường thường chúng tôi trong những cái kinh cái rung này thì chúng tôi dùng những danh từ rất là bình thường. À, thí dụ như chúng tôi nhỏ hạ thì chúng tôi kêu ngài Trí Đức, tức là ngài chủ rum đây là ngài trưởng lão Trí Đức. Nhưng mà thường thường không ai gọi tên ngài sư phụ kính bạch ngài trưởng lão vậy đó. Để cho nó chứng tỏ rằng cái người nhỏ kêu người lớn. Còn trong một số hệ thì họ có đặt ra một số cái danh từ, nhiều đại đức thượng tọa và thượng gì là họ mà gọi nhau. Nhưng trong hệ người đó mình điển lời Phật dạy mà thôi, người nhỏ gọi người lớn là phan tê tôn giả, người lớn gọi người nhỏ là ưu sổ là hiền giả. Thành ra nếu huynh là người mới thì có thể tập những cái cách đó để mình gặp mấy cái vị, trong từng có những cái vị lên thuyết lên đồ đó muốn hỏi thì cứ bạch ngài, con muốn hỏi cái này, con muốn hỏi cái kia, hoặc là bạch ngài trưởng lão xin cho con biết như vậy như vậy thì nó sẽ tiện hơn. Chứ còn mình không biết ai là ai mà cứ kêu cho nó rùm ben rồi này kia rùm nó mệt lắm. Hy vọng quý vị nghe hiểu. Còn cái bình thường á, tại vì trong một tuần thường thường đó cận sinh nam của sinh nữ vào một số room về Phật pháp, mà nó có thể là có những cái room thì họ không có cho hỏi, họ chỉ giảng sau họ tống room mà thôi. Thành ra khi ngài Trí Đức ngỏ ý muốn chúng tôi vào cái room này để giúp đỡ ít chuyện thì chúng tôi là xin được trả lời một số cái thắc mắc mà quý vị đã vào những cái room khác, quý vị nghe quý vị không hiểu thì cứ nêu lên, nếu chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ trả lời, còn nếu mà chúng tôi không biết xin hẹn lại đi, chúng tôi tìm trong những cái lời giải thích trong chú giải sớ giải thì chúng tôi sẽ trả lời. Bởi vì chúng tôi cũng là người tu đang học chưa có tới đâu hết, thành ra không có bảo đảm là sẽ trả lời hết tất cả cái điều thắc mắc của quý vị được. Nhưng mà chúng tôi cố gắng tìm trong tâm tạng kinh điển chú giải để giải thích cho quý vị. Thành ra nếu quý vị có thắc mắc thì cứ nêu lên, quý vị không biết cầm mic thì cứ chat lên thì chúng tôi đọc, chúng tôi sẽ thấy, chúng tôi sẽ trả lời. Đừng có ở đây rồi cái ngồi hành thiền thì không có nên, không để là trong Phật pháp có tiếng nói, chứ còn vô đây quý vị ngồi im re chúng tôi không biết quý vị thắc mắc cái gì, thành ra nhiều khi trả lời nó không có vô đầu gì đâu hết. Nam mô Bụt Thầy giá. Con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính đánh lễ sư Trí Đức, con xin kính đánh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính đánh lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng. Trong khi chờ đợi các vị lên đặt câu hỏi, con muốn hỏi sư có thể giúp ích cho con là theo con học trong, con không biết cái này con có đúng không hay là con không hiểu, xin sư giải đáp thắc mắc cho con. Trong kinh nói sư, Đức Phật không có thể nói cái người này là người hai nhân hay là tam nhân hay là người lạc nhân, nhưng thắng pháp á, thì phân biệt rõ ràng là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Thì xin sư giải thích tại sao giữa kinh và thắng pháp thì nó có mâu thuẫn giữa gì không, thưa sư? Tại sao mà trong kinh thì Đức Phật không có nói là người nhị nhân thì không thể đắc tiền hay là người tam nhân thì đắc tiền, nhưng mà trong thắng pháp thì nó rõ ràng hơn, nhưng mà trong kinh thì không có. Trong khi chờ đợi thì sư có thể
giải đáp thắc mắc đó cho con không, không thưa sư? Dạ con xin kính mời sư ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thà Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. 84.000 bài pháp chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển đó. Đức Phật giảng cho những cái hạng mà tứ thiệt, tức là tam nhân, ông có tỷ tân nhu và biết là tỷ tân nhu. Chứ Ngài không có đi nói những cái chi tiết nhỏ nhặt, nhưng mà thấy những cái chi tiết nhỏ nhặt mà huynh hỏi đó thường nằm trong chú giải, giải thích dựa theo số cái điều kiện của những cái bài kinh nào đó, họ thấy vậy họ mới giải thích ra. Bởi vì cái người mà được Đức Phật nói pháp tới đó, thường thường cái người đó là phải lọt về giọng trí của Ngài. Nghe chắc chắn là nghe không, nghe chậm lắm là trong kiếp đó cũng phải đắc đạo quả, chứ không thể nào không đắc cả. Đó. Thành ra nguyên cái 84.000 pháp ngôn, tức là bộ tâm tạng đó, là Đức Phật thuyết cho những hạng thì nó gọi là tam nhân, mình tam nhân tứ thiệt à. Còn mình thì không có được lời dọn đó. Thành ra đó là lý do tại sao khi mình đọc một bài kinh đó, thường thường là mình không hiểu. Nhưng mà tốt cho mình đó là tại vì khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn đó, thì tất cả những cái bậc mà thứ thiệt đó, người ta đọc và hiểu. Nhưng mà ta thấy cái thời đó là dân chúng bắt đầu suy đồi về trí tuệ đó, người ta mới viết những cái bài gọi là chú giải để giải thích cái đó. Mà cái chú giải đó không phải tới sau thời Đức Phật mới có, mà thời Đức Phật còn tại thế cũng có chú giải, chính Ngài thuyết ra. Bởi vì Chư Tăng nghe không hiểu đi vô gặp Ngài hỏi thì Ngài giải thích, thì những cái giải thích đó, đó cũng được ghi trong chú giải chứ không được ghi trong kinh điển. Nó khổ vậy đó. Thành ra thường thường bây giờ đó, chúng ta khi đọc một bài kinh không hiểu, chúng ta phải coi chú giải sớ giải trước để chúng ta mới có thể hiểu được. Mình đừng có nghĩ là mình là cái thứ mà thứ thiệt. Thành ra mình đọc chút kinh điển đâu cũng đã không có hiểu đâu. Nó thật sự vậy đó. Thí dụ là chúng tôi nói, thí dụ cái điều này chúng tôi kỳ trước có người hỏi chúng tôi nói trong room này, là cái đem cái vụ đó đi qua nói bên này bên nọ một chồng nó lao lao ra, chúng tôi cứ trả lời mấy câu được rồi đó. Nay xin lặp lại là như vậy. Thí dụ như mình vô mình học đó, trong các trường ở Phật học ở Thái hay ở Miến Điện, họ không bao giờ họ dạy vô chánh tạng liền đó. Họ dạy chú giải trước. Thí dụ vô họ cho học, trước khi họ bắt mình học cái bộ pháp tụ đó, thì mình phải học sớ giải, chú giải. Sớ giải là gì? Nó gọi là phí thâm mắt thả quý pha quý ni, tức là cái đó là cái lời giải thích của chú giải là gì. Chú giải là gì? Là phí thâm mắt thả sẵn cái hạ. Đó. Tức là thắng pháp tập luận, mình phải học cái lời giải thích thắng pháp tập luận trước, rồi mình mới học tới thắng pháp tập luận. Học tập thắng pháp tập luận xong rồi đó, mình mới học tới thâm má sẵn ca ni, tức là bộ pháp tụ. Chứ đâu phải mình vô là mình học kinh điển liền đâu. Mà nhiều người không hiểu cái đó. Khi là kinh ra là đọc rồi không hiểu, chắc chắn là không có tư cách gì hiểu. Đó. Thành ra mình muốn học, mình coi chỗ nào đó họ dạy, bắt đầu từ những cái nhỏ thấp vậy đó mình học trước, rồi mình mới học vô cái kia, rồi học từ cái đó, đó. Có thể là có những cái mình học vậy mà mình vẫn chưa hiểu, ví dụ mình đọc trong tâm má sẵn cái ni, có thể mình không hiểu, thì lúc đó mình mới tìm tới một cái loại giải thích khác gọi là Acariya Wada, tức là lời giải thích của những cái vị nghĩa là được đánh giá là thấp hơn chú giải. Ví dụ như bên Miến Điện gì nào đi đó, đa số những cái lời giải thích về thắng pháp là cái của Ngài là Lady Sayado. Ngài Lady Sayado đó, người ta không gọi là chú giải hay sớ giải, mà người ta vẫn gọi Ngài là Acariya Wada, tức là lời giải thích của các bậc tổ đó. Đó. Thành ra Ngài viết có những cái mà trong chú giải giải thích người ta không hiểu, thì Ngài mới bắt đầu Ngài viết bằng tiếng Bali đàng hoàng để Ngài giải thích những cái điều đó để cho mình học. Đó. Nhiều gì như vậy đó, rất là nổi tiếng về sau này, đúng không? Còn mình thì mình muốn học đó là phải học cái đó là mình mới hiểu được. Chứ không bao giờ vô, quý vị không tin thì hỏi những cái gì thì học có Thái không, Miến Điện có không, bây giờ tới vô tới dạy liền thăm mới sẵn ra đi đó, cái bộ pháp tụ đó. Không bao giờ. Người ta bắt mình học sớ giải, trú giải rồi người ta mới dạy. Thì ví dụ như trong cái lớp học di pháp bên Thái ở bên Miến Điện đó,
Cái lớp đầu tiên là học tâm, tâm sở với sắc, nó học nó thuần thục mấy cái đó. Rồi cái lớp thứ hai đó học những cái tổng hợp những sắc đó là như thế nào, danh như thế nào, tập hợp như thế nào, nhào thành nhóm thành gì đó, ông chồng đó. Rồi cái lớp thứ ba mới bắt đầu học thăm má sẵn đi. Nhớ chuyện đó, chứ không ai vô học mà học kinh điển đều bởi vì mình không phải thứ đó. Mình siêu đẳng nên đâu mình học không hiểu, cho nên phải đọc cái thứ thấp hơn rồi mới lên từ từ. Nên Quynh giờ cũng vậy đó, Quynh muốn học những cái mà hằng ngày người ta dạy đó, Quynh phải chắc chắn là những cái đó được giải thích trong chú giải. Quynh học chú giải sơ giải trước đi, rồi Quynh đọc vô cái đó nó rất là thoải mái, mà làm cho mình dễ hiểu hơn. Chứ còn nếu không á, đọc xong rồi cái xếp sách để kế bên, không bao giờ đọc lại lần thứ hai, bởi có hiểu gì đâu không đọc, thấy không? Đó là chúng tôi giải thích cho hiểu, để cho biết rằng vào thời Đức Phật đó, khi ngài thuyết cái người đó là phải là tam nhân, mà tam nhân thứ thiệt à. Lọt vào giống trí của ngài, ngài mới tới ngày dạy, ngài nói một câu hai câu hay là một đoạn ngắn, sau này kết tập thành một bài pháp, nhưng mà ra một đoạn ngày nói một đoạn thôi. Bởi vì mấy cái thứ đó thứ thiệt, chứ không phải ngồi lắc đầu á rồi lại ngó lên, không có. Họ nghe là họ vô đầu họ là họ có thể họ phân tích ra tới nơi tới chốn liền đó. Nên tụi mình bắt phải học học những cái điều kiện vậy đó, để làm gì, để mình có thể khi mình đọc một cái một câu kinh đó, mình nhận dạng được thực tính pháp nó là gì. Mà thường thường bây giờ chúng ta nói nhau, ngay cả những vị thiền sư thứ thiệt mà dạy quý vị thiền, họ cũng dùng chế định hóa, chứ họ cũng dùng thực tính pháp. Khi quý vị hiểu, quý vị muốn hành để cho thấy có kết quả đàng hoàng, quý vị phải dùng thực tính pháp để hành, chứ không phải dùng chế định pháp. Nên học những cái mà đó là rất là gian nan, trước khi mà quý vị có đủ khả năng để đọc vô kinh Tâm Tạng kinh điển là cả một thời gian rất là dài. Chứ mình nói giỡn, nói chơi thì được, chứ nói giỡn đâu có được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nếu là trong khi chờ đợi quý vị đặt câu hỏi hay giơ tay lên đó, thì con xin có một câu hỏi này nữa, sư, xin sư có thể giải thích cho con biết không, thưa sư? Theo con biết á, thì về tu tập á, thì con không biết, không người này sư cũng mong sư hướng dẫn cho con, chỉ cho con. Thì trong đề mục về hơi thở á, thì giống như về thiền chỉ thì nói có 40 đề mục, nhưng mà về thiền quán á, thì có người nói là cũng có thể dùng hơi thở mà hay là phòng xẹp để làm thiền quán, nhưng mà hơi thở cũng có thể tu về chỉ cũng được, mà hơi thở cũng tu về quán cũng được. Thì con muốn hỏi sư, khi mình dùng đề mục hơi thở mà mình tu, mình biết mình đang dùng đó là mình tu về chỉ, hay là khi mình dùng đề mục hơi thở mình biết thế nào là mình dùng đề mục đó để mình tu thiền quán? Xin sư có thể giải thích cho chúng con biết vấn đề này không, thưa sư? Dạ, con xin nhường mic cho sư ạ. Con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Đề mục hơi thở với lưu lạc trong kinh Tạng đó, có bài kinh về hơi thở đó, Anapana. Trong đó nó có tới 20 đoạn khác nhau, bài kinh đó đó. Thì 14 đoạn đầu là dành cho người hành thiền chỉ, 16 đoạn sau thì dành cho người hành thiền minh sát. Đó, 4 đoạn cái phần sau đó, một đoạn là liên về thân, đoạn thì thọ, đoạn liên về tâm, đoạn liên về pháp. Thành là bài kinh nó tới gần 20 đoạn rồi. Nhưng mà thường thường đó, sách Việt Nam thì chỉ in có 16 đoạn thôi, là liên quan tới thiền minh sát. Còn 4 cái đoạn đầu đó quý vị phải tìm mới thấy được. Thì bữa nào đã là trong bài kinh Anapanasati đó, đọc thì sẽ thấy cái đoạn này, cái đó. Rồi đọc rồi mới hiểu tại sao mà có thể dùng hơi thở để niệm thân, có dùng hơi thở để niệm tâm, mà có dùng hơi thở để niệm pháp.
Nhưng mà chúng tôi tóm tắt về hiểu bất cứ một cái đối tượng nào mà khi nó xuất hiện trong cái não, cái sự nhận biết của mình đó, cái đối tượng đó nó đều có cả bốn cái chuyện, gọi là tứ niệm xứ, cả bốn chuyện chứ không phải một chuyện. Nó mình lựa không có được, mà mình tùy theo cái tiền nghiệp của mình. Ví dụ tiền nghiệp của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình hành cái môn mà về thọ, quán thọ đó, thì bây giờ mình nhìn cái hơi thở mà nó ra vô cái chỗ cái lỗ mũi mình đó, mình vẫn phải quán thọ, chứ mình quán thân hay là quán tâm không được, tại vì cái tiền nghiệp của mình đó, nó không có thích hợp đó. Quý vị nên nhớ đó, bất cứ cái nào đó nó cũng đưa tới cái cả hai chuyện cả. Ví dụ như phòng xẹp, đó là thiền minh sát. Bởi vì khi quý vị người hành phòng xẹp đó, quý vị không phải nhìn cái bụng nó phồng này nó xẹp, thì nhớ chuyện đó. Cái phòng xẹp là cái gì? Ngày xưa chúng tôi có hỏi quý vị thiền sư thiền nhà Ma Si đó, ngày nó hành phòng xẹp tức là quán về chịt tà chá qua vô thà tụ, tức là cái chất gió phát sinh do tâm nó làm cho cái bụng phồng hay xẹp. Mình nhớ chuyện đó. Thằng đó mình nhìn là mình nhìn cái chịu chuyển động chất gió, nó đưa cái bụng căng hay là không căng, chứ không phải mình nhìn cái bụng nó đẩy ra mình gọi là phòng cái liền, không phải. Tại vì lúc đầu mình chưa có khả năng quen, thành ra mình dùng cái đó để mình tập cho cái tâm mình đó, nhận đối tượng cho dễ, bằng cách là mình dựa vào đó. Nhưng mà nếu quý vị nhìn vào cái bụng là quý vị tiêu, bởi vì cái bụng nó là chế định pháp, chứ không phải là chân đế pháp. Mà quý vị hành thiền tứ niệm xứ đó là đối tượng phải là thực tính pháp. Thực tính pháp là cái căn là cái gì? Là chất gió. Cái gió phát sanh cho tâm. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Thành ra nếu quý vị học chưa tới nơi tới chốn, đừng bao giờ nghĩ thiền hành phòng xẹp để thấy cái này thấy cái nọ, không có. Học làm thế nào để nhận dạng được thực tính pháp, thì lúc đó mới có khả năng hạ thủ công phu thiền minh sát được. Thì nó đa số những cái trường thiền bây giờ, người tại sao người ta cho những cái đề mục liên quan tới thiền chỉ nhiều, để người ta đánh giá thử xem quý vị cỡ nào. Khi ông thực sự cho cái đối tượng đó, quý vị hành mỗi ngày nhiều, quý vị trình pháp, những cái phát hiện trong cái sự trình pháp quý vị đó, làm cho ông thực sự biết quý vị ở cái mắt nào, là người đã từng hành thiền chỉ hay là người đã có kinh nghiệm về thiền minh sát. Người ta mới đổi đối tượng cho quý vị. Nên nhớ gì, đổi đối tượng cho ngoài ta bắt từ đầu, bắt làm lại không có, đổi đối tượng liền. Đó. Thành ra mỗi đối tượng nó phải chỉ phù hợp với một số người mà thôi. Có người vô hành, tự nhiên có người hành hơi thở không được. Vì nên nhớ đó, theo cái cá tánh của mình, vì là trong cái sáu cái cá tánh trong cái thanh tịnh đạo sẽ thấy họ giải thích rất rõ ràng. Đó, những cái mình cần phải biết, nó mình mới ấy được. Chứ còn nếu mình không biết, mình cứ vô cái, không biết lúc nào dùng hơi thở để hành thiền chỉ, lúc nào dùng hơi thở để hành thiền minh sát. Bởi lý do mình, cái pháp học mình nó yếu quá, làm sao mình biết được. Nó phải cần pháp học, giàu rằng quý vị muốn làm gì cũng phải có pháp học trước. Còn không mà quý vị lôi chuối đầu vô đó rồi thôi chứ. Ông thầy sư cho ông đối tượng mà quý vị hành hoại không có gì thì tiến bộ, là ông không biết được đâu, ông chỉ quý vị tiếp tục. Mình phải học cho nó đầy đủ. Rồi ông thiền sư ông qua một số cái kinh nghiệm của mình kia, ông cho cái đề mục gì đó, lúc đó ông mới bắt đầu ông chỉ dẫn mình thay đổi điều kiện, phải quán sao, nhìn sao, thì lúc đó mình mới có sự tiến trong pháp thiền được. Chứ còn không mà cái dầu cái đi ấy, quý vị nên nhớ vào thời Đức Phật đó. Quý vị đi ngang Đức Phật thấy Đức Phật biết quý vị là cái gì liền. Mà tại sao Ngài không muốn nói, không nói chuyện với quý vị? Tại Đức Phật biết Ngài mình là đồ dỗm, đồ tốn thì sợ để nói chuyện với mình đâu. Không. Còn phải lọt vào giống trí của Ngài rồi, vào ở xa cách mấy Ngài cũng dùng cái thần thông của Ngài đó để giúp cho người đó có thể thấy được đạo quả đàng hoàng, chứ không phải không. Còn mình thì thôi, Đức Phật gặp mình ngày khỏi có cười vậy đó, ngày bị tỉnh bơ ngày đang là đi luôn, chứ ngày không ngó vậy đó. Ngó mình mất công, mình đứng chắp tay Nam Mô tiếp dẫn đạo sư dìm sùm, ngày còn buồn thêm. Nam Mô Bích Thầy. Dạ.
Dạ, con kính chị An sư giải đáp cho con à. À, dạ, em thấy anh tu học Phật Pháp á, em xin mời anh tu học Phật Pháp lên nha. Dạ, tại vì em hỏi để cùng mọi người cùng cùng nghe, thì sẵn có đây có anh tu học Phật Pháp. Em xin mời anh nha, anh tu học Phật Pháp. Em xin xuống bích là nhường bích cho anh à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Lương, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Quý vị mến chào các anh chị đạo hữu ở Trung. Xin mời các anh chị khác cứ tự nhiên nêu câu hỏi ha. Nếu mà chúng tôi có đang ở trên mic là chúng tôi sẽ đọc những cái câu hỏi đó để gửi tới sư để sư chỉ dạy. Rồi thì sẵn đây xin sư cho con nêu một cái vấn đề là khi mà cái trên cái bề mặt ý thức của mình đó, mà nó hoàn toàn không còn cái phiền não nữa, thì theo như trong kinh dạy á, hoặc là trong vi diệu pháp á, thì nói rằng là trên bề mặt ý thức mà nó không còn cái phiền não nữa thì nó vẫn còn cái phiền não ngủ ngầm, đúng không thưa sư? Vẫn còn cái phiền não ngủ ngầm, đúng không thưa sư? À, như vậy thì xin sư chỉ dạy về cái vấn đề là cái phiền não ngủ ngầm này á, là như thế nào thưa sư? Dạ, con xin gửi mic lại cho sư chỉ dạy chỗ này. Nam mô với thầy gia kính bạch chư tôn này, gia kính thưa chị quý vị. Thật sự ra đó, cái phiền não luôn luôn nó ở trong cái ngũ quẩn của mình á, mình nói là cái thức quẩn thì đúng hơn, nhưng mà nó không có điều kiện để nó có thể nó xuất hiện, người ta gọi cái đó là ngủ ngầm. Nhưng mà khi có những cái đối tượng đó là cái điều kiện đó thì nó phù hợp với nó thì nó mới xuất hiện. Thành nó gọi là anusaya đó, tức là nó nằm im liền một chỗ vậy đó, cho nó không có nhúc nhích gì đó. Mà hỏi mình có thấy được, mình không thấy được đâu. Cái bậc ta có tha tâm tâm ta thấy được, chứ còn mình không thấy gì đó. Nhưng mà khi nào đụng cái một số cái điều kiện đó, thì lúc đó nó mới xuất hiện. Mà khi nó xuất hiện rồi đó, lúc đó mình cũng không biết tại gì nó điều khiển mình, chứ làm sao mình điều khiển nó. Quý vị thấy của cái người mà cái sân á, nó phát sanh rồi đó, người đó làm gì? Ngồi quát tháo hay chỉ trỏ chửi cả buổi, cũng chưa biết mình sân. Đâu phải dễ, nếu biết mình sân thì đỡ quá rồi. Thì nó tất cả các phiền não nó đều thuộc loại ngủ ngầm hết á, nhưng mà nó ngủ sâu hay ngủ ấy thôi. Ví dụ như bây giờ mình vô đó, mình nghĩa là dùng cái niệm với cái định cái tệ của mình để mình nghe pháp đi, thì phiền não nó đâu có phát sanh, chắc chắn là nó không có phát sanh. Nhưng mà một khi tới mình nghe những cái điều mình nghe rồi, cái mình đi ra ngoài đó, gặp cái người nào nói những cái điều mình vừa nghe đó, tức là họ tạo cho mình cái điều kiện để phiền não phát sanh mà nhiều khi mình không biết, tại vì mình còn vô minh. Đó. Thành ra khi mình thấy người ta nói cái bộ cạn kiều hoặc là không đúng hay là gì đó đó, thì cái phiền não nó phát sanh liền, mà lúc đó mình đâu có, lúc đó mình đâu khe nữa. Mình đâu khe nó là pháp xấu hay pháp ác đâu. Bởi người mình nó phồng lên giống như là cái bong bóng rồi. Thành ra luôn luôn là mình luôn luôn nên để cái tâm của mình để mình biết lúc nào phiền não có, lúc nào phiền não không. Mình để ý để làm gì, hầu rằng mình không để ý kịp nó nữa, nhưng mà nhất mình cũng phải để ý để mình tập cho một cái điều là mình
có khả năng để mình nhận dạng những cái gì nó lạ lạ, nó phát sinh trong cái tâm của mình. À, nó để cho mình biết những cái đó thì từ từ đó mình mới nhanh lên được. Chứ còn người khi mà nó đủ điều kiện nó phát sinh là nhiều khi cả ngày sau hôm sau mình mới biết. Thì mình ráng mình tập làm sao chừng dài chừng ngàn cái lộ trình tâm mà mình biết được nó, lúc đó mình mới có khả năng để điều chỉnh hay có khả năng để đè nó xuống được. À, mà mấy cái này đó mình muốn biết nó rõ ràng là mình phải học trong Thắng Pháp cái chương về các phiền não ác pháp đó. Để người ta có thể người ta tóm gọn một số cái điều kiện để khi nào mình có thể mình nhận dạng nó được bằng cách nào. Còn nếu mình không có học đó, mình vô mình trình pháp rồi ông thầy sư muốn nói cái đó là vậy đó, cái đó là sân, cái đó là ngã mạng, cái đó là gì đó xong thì nó trễ rồi. Mình phải hiểu những một số điều kiện của nó để khi nó phát sinh mình biết liền đó. Mà mình biết thì mình làm gì, mình không có khả năng làm cái đó, mình chỉ có cách đối trị nó thôi, để cho nó, để đừng đòi tạo điều kiện để nó phát sinh tiếp tục mà thôi. Bởi vì những cái đó muốn trị được nó, đó phải là tâm siêu thế, nhớ phiền não, nghĩa là các loại đó đó, nên cần phải tới tâm siêu thế mới trị được nó. Mà mình chưa tới đó là mình không có khả năng mình làm được gì nữa. Cái khổ cái là nó sanh là nó diệt, mình không biết nó diệt lúc nào, sanh lúc nào mình còn biết, thì nó diệt nào mình đâu biết được. Nên cố gắng mình phải tập để mình nhận dạng cái đó. Cũng như mà tại sao mà thí dụ như là có hàng trộm nó vô nó phá cái vùng đó, cái cảnh sát ta hay ta đi điều tra xong thì vẽ hình tôi trưng lên đây cho mình thấy là vậy đó. Thì mình phải tập kiểu đó, tập kiểu là cái vùng đó có thằng như vậy là hàng trộm, thì trong não mình nó có cái thằng đó phát sanh, mình biết đó, thằng đó tên là tham, cái thằng đó nó phát sanh biết thằng đó tên là sân. Vậy thì mình mới có khả năng mình nói chuyện với nó được. Còn nếu không thì mình sẽ là nô lệ của nó từ kiếp này sang khác mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư ạ. Thì cái vấn đề đặt ra là như vậy thưa sư. Như vậy thì phiền não nó luôn luôn nó có trong cái năm uẩn. Thì như vậy là trước khi cái phiền não là cái trí lê xá mà nó sanh lên đó, thì nó ở cái dạng là anú xá giá, tức là ngủ ngầm. Như vậy thì rõ ràng là nó đâu được gọi là sanh thưa sư. Tại vì sanh là trước nó không có, rồi sau thì nó xuất hiện thì mới gọi là sanh. Còn lần này đó là trước phiền não nó đã có rồi, nhưng mà nó có ở cái hình thức là anú xá giá, rồi sau đó đủ điều kiện thì nó xuất hiện lên. Thì như vậy rõ ràng đó đâu phải gọi là sanh. Như vậy thì chỗ này con thấy nếu mà mình gọi là nó có sanh lên thì cũng hình như là nó cũng không đúng cái ý niệm về phiền não nó được sanh lên. Là tại vì là trước đó nó đã có sẵn rồi, nhưng mà nó núp ở trong cái dạng là anusya. Rồi khi mà đủ điều kiện thì nó xuất hiện lên, thì như vậy thì phiền não nó giống như là nó đã có sẵn, chứ nó đâu phải là nó được mới được sanh lên. Thì như vậy thì chỗ này mình cần phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái điểm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, mình cái ngôn ngữ đời mình thường cái ngôn ngữ nào nói ngôn ngữ ấy để cho người ta hiểu nó là nó xuất hiện. Thí dụ bây giờ một cái thằng bé, bây giờ mình nói chuyện gì đi, hai ba thằng bé nó chơi cướp bắt đó, nó chung vô trong mấy cái ví dụ cái lưu cái gì ông sùm để cho thằng khác đi tìm, rồi đợi nó đi qua cái nó mới lộ cái đầu nó ra. Vậy mình gọi nó là gì? Mà nó mình gọi nó sanh không đúng, tại vì nó đã sanh rồi. Không, nếu mình gọi xuất hiện mình gọi cách nào cũng được, nếu mình hiểu nó đã ngủ ngầm hay là nó đã nằm yên trong đó rồi, bây giờ đùng chuyện nó hiện ra cho mình thấy đó. Còn cái này mình nếu mình dùng những cái ngôn từ gì mình nói sanh có nghĩa là chưa có sanh, cái đó nó cái đó không đúng. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái bà đó bà sanh con, nó chưa có, nó từ đâu nó sanh, nó từ kiếp trước nó đã có, từ kiếp trước sao không có, mà nó ngủ nó ở đâu đó mình đâu có biết. Bây giờ nó hiện ra mình gọi nó sanh chứ gọi gì. Thành ra nếu mình chấp từ những cái danh từ đó mình càng khó hiểu hơn nữa.
bởi vì không có cái danh từ mình đó, nên nhớ đó. Tại sao Đức Phật không dùng tiếng Việt, không dùng tiếng Tàu để giảng pháp mà ngài dùng tiếng Bali? Nó chỉ có một số cái ngôn ngữ nào đó có khả năng để diễn tả cái đó mà thôi. Nhưng bây giờ mình không lẽ mình phải đi qua bên tây xứ Ma Kiệt Đà đó mình học cái tiếng của người ta rồi đi về rồi mình học Phật pháp à? Nên mình đừng có dính vào những cái đó, dính vào cái đó không được. Mình làm sao mình nhận dạng được nó? Nó người ta gọi là sanh cũng được, ta gọi là nó xuất hiện được, không cần thiết. Đối với mình, nó xuất hiện hay là nó sanh ra gì đó, mình thấy cái đó là biết nó thằng đó là phiền não là tốt rồi. Còn mình không có biết nó là cái gì đó, cái đó mới là cái nguy hiểm cho mình thôi, chứ không phải nó sanh hay không sanh. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, tại vì ở đây nếu mà mình hiểu theo cái ý niệm sanh ở ngoài đời bình thường thì rõ ràng là bị kẹt, thưa sư. Trong trường hợp này mình nói rằng là phiền não nó có sanh thì mình bị kẹt vô trong cái ý niệm đó. Thì chính cái vụ mà mình chấp vô cái ý niệm là phiền não có sanh thì bị kẹt là như vậy. Chỉ con mới đề, con mới thấy đặt ra cái vấn đề là cái phiền não nó đã sẵn có ở cái hình thức là anusaya, trước khi đủ điều kiện để mà nó biểu hiện lên ở cái hình thức là kiết xá. Cho nên là nếu mà mình nhìn ở một cái bản chất sâu của cái phiền não như vậy, rõ ràng là mình thấy rằng nó là không có sanh, mà nó chỉ là do hội đủ điều kiện thì nó xuất hiện, và khi mà nó không còn điều kiện nữa, nhân duyên nó ly tán thì nó lại ẩn tàng, nó mất đi, nó chuyển sang một cái hình thức khác. Như con thấy là bị có nhiều cái câu, có nhiều cái chữ tiếng Việt, hay thậm chí rằng là nói chung là những cái ý niệm đó, thì mình rất là dễ bị kẹt trong đó, và mình bị chấp vô trong cái chữ đó, và mình bị kẹt cứng ở trong cái chữ là sanh. Rồi bây giờ con đặt qua một cái vấn đề khác. Như vậy thì nếu phiền não có cái hình thức là anusaya, tức là ngủ ngầm, như vậy thì tại sao những cái tâm thiện nó lại không có ngủ ngầm? Ví dụ như bình thường bây giờ là có thể là con đang nổi sân lên, con có tham sân, con có tà kiến, nhưng mà khi mà đủ duyên tu tập, nó vẫn có những cái tâm thiện được sanh lên. Thì như vậy thì những cái tâm thiện đó, kể cả tâm thiện hiệp thế và tâm thiện siêu thế, hoàn toàn có cái khả năng của một cái người khi mà đủ duyên thì nó sẽ sanh khởi lên. Thì tại sao lại không có đặt cái vấn đề gọi là tâm thiện ngủ ngầm, thưa sư? Dạ, con kính gửi mít để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bố Thầy Giá, kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư quý vị. Không có cái thực sự cái ngôn ngầm đó, tại vì có một số cái chuyện người ta dùng ngôn từ để người ta diễn tả cái điều kiện của cái đó. Còn nói tới tâm á, tại sao nó có tâm thiện? Tại vì nó có những cái điều kiện đó. Tại sao gọi là tâm bất thiện? Tại vì nó có những cái điều kiện đó. Nhưng mình nên nhớ tâm chỉ có một mà thôi. Đó. Cũng giống như Dù Huynh. Thí dụ vậy hiểu nè, cái ông đó ông là ông tướng, ông ra mặt trận ông người ta gọi là ông tướng, chứ ông về nhà đó giờ ông gọi ông là gì? Ông tướng à? Con ông gọi ông là gì? Ông tướng à? Thì nó theo cái điều kiện đó thì nó mới xuất hiện những cái tâm thiện tâm ác rồi này kia, những tâm nói gì nói cái này cái nọ đó, thì cái phiền não cũng vậy. Đó là những cái pháp nó ngủ ngầm, nó không có tên đuổi. Nếu mà các bậc thiện trí như Đức Phật không đặt tên cho nó thì ai biết nó là cái gì? Thì cái này cũng vậy, nó tùy theo cái điều kiện cho đó, nó có cái đó, người ta gọi nó là cái đó. Chứ còn nếu mà không có ấy cái đó thì nó không ra. Ví dụ như Huynh ra đi dạy, học trò nó gọi là ông thầy về nhà, ông lại vợ Huynh cũng gọi Huynh là ông thầy, con Huynh cũng gọi Huynh là ông thầy à? Nó phải theo cái điều kiện của nó, chứ tâm cũng vậy. Trong điều kiện đó ta gọi tâm thiện, trong điều kiện đó ta gọi là tâm di tác, hay trong điều kiện đó ta gọi là tâm quả. Thì mình phải học những cái điều đó để mình đừng có thắc mắc những cái chuyện như vậy chứ. Nam mô Bích Thầy chứ.
Nam mô Bụt Thà. Dạ. Dạ. Dạ, vấn đề rất là nó rất là rõ ràng, là tại vì con nêu ra con thấy rằng là cái khái niệm về, tức là đương nhiên ai cũng biết rằng là mỗi một cái pháp mà nó muốn sanh khởi lên thì nó có nhiều cái điều kiện, tâm cũng như vậy. Nhưng mà tại sao lại là phiền não á? Thì trong tạng Vi Diệu Pháp có dạy rằng là có phiền não ngủ ngầm, mà trong khi đó là tâm thiện á, thì lại không có đề cập là tâm thiện ngủ ngầm. Dạ, không có đề cập cái tâm thiện ngủ ngầm. Thì con mới thấy là cái chỗ này thấy nó làm sao, không, con chưa hiểu ở chỗ này. Thì mới nêu cái vấn đề ra. Thì coi như là mình chấp nhận thôi hả sư? Coi như là mình chỉ biết là chấp nhận chỗ này thôi, chứ còn chỗ này là mình cũng không biết giải thích như thế nào hả sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy thêm một chút về cái vấn đề gọi là tại sao lại không có cái gọi là tâm thiện ngủ ngầm. Dạ, con gửi mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch chư tổ nguyện. Dạ, kính thưa chư quý vị, chúng ta đã nói rồi, những cái này là những cái khi lời dạy Đức Phật được dạy ra thì người ta muốn cho cái người sao hiểu cái đó, người ta mới gọi những cái, đặt ra những cái danh từ đó, và người ta cho cái tên nó vô để cho mình hiểu nó là như vậy đó. Nếu bây giờ mình gọi thiện, tâm thiện ngủ ngầm cũng được, vậy trong khi mình không, cái tâm khác nó phát sanh thì tâm thiện nó phải lắng xuống, động xuống chứ. Nhưng mà theo những cái điều kiện đó, nó có những cái gì thì mình phải hiểu những cái chuyện đó, mình hiểu theo cái điều kiện đó thôi đó. Cũng giống như con người thì chúng ta bây giờ cũng vậy đó, ở Mỹ gọi tên người khác, người ở Việt Nam gọi tên người khác, này kia người khác, vậy mình nói người sao không thấy chỗ nào có người ngủ ngầm đó thôi, phải không? Nó tùy theo điều kiện của những cái đó, người ta phải đặt những cái đó để mình hiểu cái điều kiện đó, chứ không phải là tất cả mọi chuyện nó đều phải có những cái điều kiện giống nhau đâu có được. Thành ra đó là những cái mà mình nói qua nói chứ không ai, nghĩa là không hẳn có, không có sách vở nào mà giải thích hết đó. Thành ra mình học những cái điều mà người đã được người ta chế định và được người ta giải thích, còn có những cái đó người ta không có giải thích, tùy theo một số cái điều kiện của nó như vậy. Mà những cái điều kiện đó thường là không ai nói, bởi vì chúng tôi thưa với quý vị đó, giáo pháp Đức Phật này, Đức Phật dạy cho những cái thứ thiệt, rồi sau này đó, những cái thứ thiệt đó còn hiếm quá, nên người ta mới giải thích cái này cái nọ để cho mình hiểu, người ta dùng tạc tên. Chứ chắc chắn là trong trong những cái kinh mà những cái bài kinh mà ngày xã đi Bồ Tát nghe xong đắc liền đó, quân kiếm chỗ nào có ngủ ngầm, chỗ nào pháp phiền não ngủ ngầm không? Hỏi ngài có phiền não ngủ ngầm không? Mà đâu có thấy ngài nói gì, đâu có thấy ai nói gì đâu, phải không? Thành ra ngôn ngữ là đều dùng để mình hiểu thích, hiểu một số vấn đề nào và tạo cái sự khác biệt. Thành ra có những cái mà nó không có kia, cái kia nó có, cái này mà nó không có cái nọ vậy đó. Mà cái đó thường thường đó, mình học rồi mình để ý thôi, chứ không có cái sách nào giải thích những cái chuyện như vậy đó. Còn nếu mà Quynh muốn nổi tiếng thì cứ nghiên cứu nó tại sao viết ra quyển sách, mai mốt nhờ ngày Trí Đức bỏ vô rung rồi dạy quý vị học cho khỏe chứ rồi. Chứ còn thời gian của mình nó đâu có nhiều đến nỗi phải đi nghiên cứu từng cái mà nó không có lợi ích gì cho cái sự hiểu biết của mình về phương diện thực tính pháp đó. Thấy không? Nam mô Bụt Thà vậy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ con kính cảm ơn sư về cái lời dạy vừa rồi. Dạ, như vậy thôi con gác cái vấn đề đó qua. Dạ, tại vì trong sách không có trình bày, không có sách nào trình bày, cho nên là con mới nêu cái vấn đề lên. Chứ nếu mà con đọc sách rồi thì chắc con cũng không có nêu cái vấn đề đó lên nhiều. Rồi, như vậy con qua một cái vấn đề khác. Rồi. Đến hết bây giờ con nói tới cái vấn đề là như thư đề cập là trong Vi Diệu Pháp á, thì dạy rất là kỹ về cái thực tính pháp, tức là cái chữ là paramattha dhamma, tâm tâm sở và sắc pháp. Nhưng mà khi mà con lấy cái từ paramattha dhamma đó đó mà con sợt vô trong cái tạng kinh á, thì thông thường á, thì cái chữ paramattha
ở trong tạng kinh đó, nó không có mang cái ý nghĩa như là vi diệu pháp chỉ dạy. Tức nghĩa rằng là cái chữ paramattha mà nó xuất hiện ở trong tạng kinh đó, thì nó lại mang một cái ý nghĩa khác, là khác với tâm tâm sở sắc pháp. Tại sao như vậy? Và con đặt cái vấn đề là như vậy đó, là tại sao là như vậy. Tức là cái paramattha tham má mà trong tạng vi diệu pháp đó, thì ám chỉ là cái pháp thực tánh, tức là tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà cái chữ paramattha mà mình sợt vào trong cái tạng kinh đó, thì mình thấy những cái đoạn kinh mà nó chứa những cái đoạn văn mà nó chứa cái chữ paramattha đó đó, thì trong cái ngữ cảnh đó chữ paramattha nó không có mang cái ý nghĩa như là trong vi diệu pháp. Thì vấn đề này thì chúng ta nên hiểu nó như thế nào, và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình nên nhớ rằng Đức Phật khi ngài thuyết 84.000 bài pháp đó, không có chỗ nào nói ngài thuyết là đây là luật, đây là kinh, đây là di pháp, không có. Nên nhớ chuyện đó. Đức Phật chỉ thuyết được tóm tắt là luật và pháp mà thôi. Đó. Chỉ có hai chuyện thôi. Cái tập tạm tạng là thứ nhất cũng luật và pháp. Thứ hai cũng cái tạm tạng lần thứ hai cũng luật pháp, thứ ba cũng tới đạo luật pháp thôi. Thành ra nói nghĩa nó giống nhau chứ nó không có gì khác nhau đó. Nhưng mà tới lần cái tập tạng thứ tư đó, các nhà kết tập mới thấy cái phần này nó vi tế, nó hơi khó hiểu hơn, người ta mới giác ra. Từ đó mới lòi ra. Nhưng mà thường thường trong trong Bali thường thường đó, cái chữ chỗ đó người ta dùng chữ sapha quá thâm. Nhưng mà trong các chú giải của cái tạng đó, người ta mới dùng thêm cái chữ nữa là paramattha là gì. Thế nên nói chung cái nghĩa đó là tùy theo Bali đó, cái chữ nó có rất nhiều nghĩa tùy theo bài kinh, chứ không ai nói tùy theo tạng kinh đó. Ví dụ bài kinh đó, đó cái chữ đó nghĩa là vậy, nhưng bài kinh khác chưa chắc, mà nếu mà trong tạng luật cái chữ đó chưa chắc nghĩa là vậy. Thế nên cái chuyện đó không có gì mà khó khăn hết đó. Thí dụ như chúng tôi nói đó, mà rõ ràng nhất là chữ thâm má đó, nó có tới 70 mấy nghĩa khác nhau, tại sao? Ví dụ trong tâm luật đó, thấy chữ tâm mình vậy, thâm má mình dịch là pháp sao được? Không có được. Thành ra cái chữ paramattha hay là chữ sapha quá này kia đó, tùy theo cái chỗ của nó có cái nghĩa khác nhau. Mà trong thời Đức Phật thì chỉ có hai mà thôi, là luật và pháp mà thôi. Thành ra khi ngài dạy đó, nếu mà nghe điều gì không có thông hiểu mà vẫn còn nghi ngờ thì phải y vào luật và y vào pháp xem nó có đúng thôi hay không, chứ ngài đâu có nói được y vào luật, y vào kinh, y vào gì pháp đâu. Mà cái mình nên nhớ là cái chữ Bali đó nó có rất nhiều nghĩa một chữ á, tùy theo nó nằm ở chỗ nào. Ví dụ như trong tạng luật chữ thâm ma đó, khi mà đọc tới bốn cái điều mà bất cùng trụ đó, chattaro parajika thâm ma, cái mình dịch lại gì, bốn pháp bất cùng trụ à. Trong người cái chữ thâm ma cho đó dịch là cái sự phạm giới. Bốn cái điều bất cộng trụ này các ngài có phạm không? Thế nên mình phải hiểu những cái chuyện đó như vậy, chứ mình đừng có đặt ra tại sao đọc trong kinh thấy nó khác, nhiều pháp nó khác, khác là cái chuyện bình thường thôi. Cái chuyện rất là bình thường. Một chữ như vậy nó nhiều khi ấy, có những cái chữ mình không biết đường đâu, phải tra từ điển để hiểu ra nó chỗ đó nó nghĩa là gì, chứ mình dịch theo nghĩa thông thường là chết luôn. Chữ pháp nó nghe chữ lượng. Ví dụ như cái chữ bình thường mình nghe nó bố thí pháp là sự bố thí cao thượng đó. Cái chữ pháp cho đó chú giải thích là gì? Ngài đâu giải thích là pháp đâu. Đó là trí tuệ. Trong các loại bố thí trí tuệ hay nhân của trí tuệ là một cái sự bố thí cao thượng. Mà trong Bali dùng là chữ thâm ma. Thì nó mình đừng nghĩ cái chữ thâm ma chỗ này nó nghĩa gì chỗ khác, nó
nó phải nghĩa giống như cái đó, đó cái hai chỗ kia không có được. Tùy theo cái nội dung của cái chỗ mà nó xuất hiện, mình mới lấy được cái nghĩa của nó mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Là ở đây là con đang đề cập tới chữ là Paramattha, chứ con không có đề cập tới cái chữ là Thamma. À, con biết là cái chữ Thamma có nhiều cái, có nhiều cái ý nghĩa tùy theo cái ngữ cảnh mà nó xuất hiện. Sở dĩ mà con đặt ra cái vấn đề là tại sao ở trong cái tạng kinh cái chữ mà Paramattha nó xuất hiện với một cái ý nghĩa nó không giống như là cái ý nghĩa trong vi diệu pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp. Là bởi vì á, là con muốn làm sáng tỏ một cái điều á, là tại sao ở trong cái tạng kinh ở thời Đức Phật á, tại thế á, mà khi Đức Phật thuyết pháp á, thì con không thấy chỗ nào Đức Phật giảng giải và phân biệt cách chi tiết rõ ràng giữa chân đế và tục đế, nhưng mà người nghe vẫn cứ chứng đắc đạo quả. Trong khi đó bây giờ mà chúng ta muốn, mà như sư có nói nhiều lần, chúng ta muốn tu tập tốt, chúng ta muốn hiểu danh sắc chân đế, tục đế, bắt buộc chúng ta phải học rất là rõ về Paramattha và Samutti sắc chá này kia, phân biệt rõ ràng chân đế, tục đế. Đã, thì con nêu cái vấn đề là như vậy. À, xin sư, như vậy thì vấn đề con đặt ra, câu hỏi con rút lại là gì? Là theo như trong tạng kinh đó, thì tại sao ở trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế, khi mà thuyết pháp, Ngài không bao giờ, con không thấy cái đoạn kinh nào mà Ngài giải thích và phân biệt một cách rõ ràng giữa đế và chân đế, nhưng mà người nghe thì vẫn cứ cứng đắc đạo quả. À, như vậy xin sư hoan hỷ từ bi chỉ dạy về cái điểm này. Nam mô Bụt Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại thời Đức Phật tại thế không có tạng kinh, mà Ngài chỉ giảng có hai phần thôi, pháp và luật. Còn sau này đó, khi người ta chia ra như vậy đó, là tùy theo một số cái điều kiện, một có các nhà kết tập tâm tạng người ta thấy cần phải làm cho nó rõ ràng, người ta mới chia. Thành ra khi người ta chia, người ta phải ghét hai cái đó cho nó khác nhau. Vào thời Đức Phật đó, không bao giờ Ngài nói chi tiết giống như mình học bây giờ đó. Nhưng mà những cái người đó lọt vào giọng tiếng của Ngài, ta nghe người ta hiểu. Còn bây giờ mình nghe mình không hiểu, thành đây các Ngài giải người ta mới giải thích. Chứ nếu các Ngài giải người ta không chịu giải thích, bây giờ mình nghe là kể cho tiêu luôn. Bởi vì 84.000 pháp môn của Đức Phật thế là Ngài thuyết cho cái thứ nào, chúng tôi nói nhiều lần rồi, thuyết cho ông quý bà chị ta nhu, ông cứ tị ta nhu, quý bà chị ta nhu thôi, chứ không có thuyết cho cỡ hay cỡ như mình. Cỡ như mình là phải đọc chú giải sơ giải, đọc thêm ai giải giá qua thá nữa, chứ đâu phải là mình mới vào vô mình đọc cái đó mình hiểu đâu. Thế nên bây giờ mình lật ra mình đọc tại sao trong này nó khác cái chỗ này, cái kia khác chỗ kia, là tùy theo cái nội dung của cái đó mà cái chữ đó chỗ đó nó có nghĩa là gì. Mà thời Đức Phật là Ngài không có nói là ở đây ta dạy duy pháp cho nghe, không có. Ngay cái khi Ngài đi lên cung trời nói là thế là duy pháp được Ngài thuyết trên cung trời đó, Ngài có nói lên cung trời Ngài nói gì? Này các chư ở đây ta giảng duy pháp cho nghe. Hay là những cái từ đó sau này là do các nhà kết tập tâm tạng người ta chế ra, ta định ra để cho mình đọc cho dễ hiểu, ta phân biệt cho mình dễ hiểu thôi. Chứ ngày xưa khi Ngài thuyết về bài kinh chuyển pháp luân cho mấy ngày kia, Ngài cũng nói dạ này chứ tỳ kheo vậy vậy á, Ngài đâu có nói câu đó là của Ngài Ananda, của các nhà kế tập tâm tạng ta đặt ra thì Ngài Ananda Ngài đọc theo vậy thôi. Chứ Đức Phật kêu lại đây là Ngài nói liền gì tới quê mê phiết hà quê liền, chứ là Ngài đâu nói là tại kỳ viên tại chùa này chùa nọ đâu. Bây giờ mình đọc rồi mình lại nói Đức Phật hồi thời đó ngày trước sao có chữ kỳ duyên này kim dù thật sự là làm gì có. Hồi thời Phật ngày trước này đâu có, kêu lại là Ngài nói liền thôi chứ. Chứ có bao giờ Ngài nó kêu lại rồi Ngài nói là đến đây tại chỗ này là gì đó, ta thuyết cho nghe cái này à.
Mình đừng có đặt cái trường hợp thời Đức Phật và cái thời này là một. Bây giờ mình đọc cái bài kinh đó, mình chủ đương cái nội dung của bài kinh đó thôi, để mình tìm hiểu, mình học hỏi đàng hoàng để mình hành. Chứ còn mình đặt tại sao Đức Phật chết ở Ba La Mật Đà chỗ đó nghĩa nó khác, rồi bây giờ Ba La Mật Đà trong chỗ này nó khiển khác, sao không khác? Mỗi cái chỗ nó khác nhau sao không khác? Mà khác là tùy theo cái điều kiện là mình thấy cái chỗ đó là cái gì. Còn huynh muốn biết tại sao nói như vậy thì huynh mới đọc trong chú giải của cái điều kiện đó như thế nào thì chú giải nó giải thích cho. Chứ mình giờ mình không đọc rồi mình cứ mình thắc mắc cái chuyện đó, nhiều khi mình không có tìm ra được cái sự thỏa mãn trong cái sự hiểu biết của mình. Đâu có dễ đâu. Mô Bích Thầy á. Nam Mô Bụt Thà dạ. Dạ con kính cảm ơn lời dạy vừa rồi của sư ạ. Vấn đề này con lại tiếp tục đưa lên là vì để con muốn làm sáng tỏ một cái điều là có cái quan điểm mà cho rằng thưa sư là Theravada ngày nay nó được phát triển là từ bên Tích Lan, tức là do ngài Mahinda đó, là mang cái truyền đi qua bên Tích Lan mà phát triển. Thì như vậy thì giữa Theravada và cái Phật giáo mà đúng gốc nguyên thủy đó, là thời mà Đức Phật tại thế đó, là nó có khác nhau, là có quan điểm người ta cho là như vậy, nó có một cái sự khác nhau. Và một trong những cái điểm khác nhau đó là cái gì? Là Theravada ngày nay đó thưa sư là quá đề cao về vi diệu pháp, trong khi đó cái Phật giáo nguyên thủy mà thời Đức Phật tại thế đó thì không có nặng quá về vi diệu pháp. Thì cái quan điểm đó thì theo sư thì như thế nào? Và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này ạ. Dạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Thế Tôn Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Vào thời Đức Phật không có cái gì là Theravada, có cái gì đấy đó. Nên nhớ Đức Phật, sau khi Đức Phật Niết Bàn thời gian sau đó thì chư tăng ở đó mới bắt đầu chia năm xẻ bảy mà thôi. Đó. Thì có cái nhánh mà là nó nghĩa là nó thuộc lòng cái, những cái lời dạy 84.000 lời dạy bài pháp mà lời dạy Đức Phật đó. Sau cái lần kết tập tâm tạng đi rồi họ tự hào họ là như là Phật giáo chánh tông. Đó. Thành ra khi qua tới Tích Lan nó mới đẻ ra cái Theravada, chứ giờ thời cũng không có cái gì là Theravada, không có cái gì là Mahayana đó. Không? Đó. Bởi vì cái lý do tại sao mà cái ngày mấy cái ngày đó đó dùng cái danh từ Theravada. Bởi vì cái lúc trước khi qua đó đó là nó đã đẻ tông phái rồi, thì nó coi cái này là cái đám mà đi theo học cái bộ mà được kết tập đó nó gọi là hỷ ná quắc khá, còn cái đám kia thì nó không cần nó muốn học muốn làm gì làm, nó gọi là ma hạ quắc khá đó. Thành ra khi mà nó hỷ ná quắc khá đó mà đa số bây giờ tiểu thừa thì không phải nhóm nhỏ, dịch cho đúng là nhóm nhỏ, nhưng mà khi qua tàu thì gọi tiểu thừa đó chứ nó gọi nhóm nhỏ. Thì cái nhóm đó đó tự nhận mình là Theravada chính gốc, hỷ na quắc khá, nó mới lòi ra nhiều chuyện gì chứ. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ đó, mình đừng có nghĩ là mình là loại nào đó. Mình ôm 84.000 cái bài pháp của Đức Phật và một số chú giải giải thích, mình ôm học cái đó đi để làm hành trang cho mình. Chứ mình nói ông này quá đại thượng chứ chẳng mệt gì. Từ cái chữ nhóm và nhóm nhỏ nó thành ra cái chữ đại thừa tiểu thừa vậy đó, nó mới tào lao ấy chứ. Tại vì mình chấp vô những cái đó. Thời Đức Phật là không có nhóm nhiếc gì đó. Bởi vì thời đó ngài còn tại thế có ma nào dám chống ngài đâu, chỉ có một cha chống ngài bị đất rút rồi đó. Vì biết ông đó mà. Thấy không? Thành thời Phật thì không có Theravada hay Mahayana, không có gì đó. Sao những cái vụ mà chia năm xe bảy đó
18, 18, 20 tông phái mới loại ra cái Theravada là gì? Là chữ Theravada là họ đổi cái tên từ cái chữ nhóm nhỏ thì nó quá khác. Còn cái nhóm lớn đó là nó đi tùm lum hết trời, đi đi qua bên cái chỗ gì có hai mấy tượng Phật mà bị tội ấy nó giật mình đó. Đi xuống đó rồi nó một nhóm thì nó đi đi thẳng rồi nó qua bên Ba Tư bây giờ rồi gì ông sùm á. Nó mới chia nhiều nhóm vậy. Đó. Còn cái nhóm mà ôm tám cái bộ mà được kết tập đó thì cái nhóm đó họ vẫn tự hào là họ là thứ thiệt chánh gốc, dầu rằng người khác gọi là nhóm nhỏ. Họ tự hào là ra họ dịch là chữ Theravada tức là thể đá. Qua đá là cái lời dạy của các bậc. Thể đá đó. Chứ không có gì đó, chứ không có gì là quan trọng hết đó. Mình tại vì mình nghe họ kêu thì mình nói quan trọng chứ thật sự ra cái chánh gốc của nó không phải chánh gốc, nó xuất hiện sau cái thời về chuyên năm 67 rồi. Nam mô Bích Thầy giác. Nam mô Bích Thầy giác. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ con hiểu ra được chỗ đó rồi. Dạ sư vừa mới giảng dạy lại cái chỗ đó thì rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà con muốn hỏi thêm một lần nữa về cái chỗ đó là thưa sư, là có phải rằng là Theravada ngày nay mà so với lại cái thời con tạm gọi là thời Đức Phật còn tại thế đó thưa sư, thì có phải rằng là vi diệu pháp thời nay được đề cao quá mức không thưa sư? Ý là con hỏi thấy cái quan điểm là tại vì mình theo mình đọc ở trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó thì chúng ta không thấy cái sự giảng dạy chi tiết về vi diệu pháp cho Phật tử, mà trong khi đó bây giờ đó thì dường như là vi diệu pháp được học rất là nhiều, rất là kỹ, rất là bài bản. Thì như vậy thì con muốn hỏi rằng là có phải rằng là cái Theravada ngày nay một trong những cái điểm khác biệt với cái thời Nguyên Thủy là cái môn vi diệu pháp đó được đề cao rất là nhiều so với lại thời trước hay không thưa sư? Và sư có thể nói rằng là cái nguyên nhân là tại sao như vậy, tại sao cần phải đề cao cái việc mà học vi diệu pháp, nó giúp ích cho cái vấn đề về thực hành như thế nào? Dạ yeah. Con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bồ Tát Vinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thật ra không có nước nào mà đề cao vi diệu pháp đó. Hai cái nước mà Theravada mạnh nhất á là Thái với Miến Điện đó. Cái người đi học vi pháp cũng rất ít chứ không có nhiều. Quý vị nên nhớ đó, ở bên Thái đó là cái nhóm mà đi học vi pháp rất là ít. Đa số là cái nhóm đó ở trong những cái trường thiền ta mới đi học vi pháp. Còn cái nhóm bên Thái, nhóm mạnh nhất là nhóm Bali đó, quý vị thấy à. Nhóm Bali mà học Bali 1, 2 cho tới Bali 9 đó. Đó. Mà đa số các ông mà làm lớn bên cái hội đồng chỉ đạo của Thái này kia toàn là làm Bali 9 không đó. Chứ mấy cái ông mà tốt nghiệp về di pháp đâu có ông nào là được trọng vọng gì đâu. Không có. Bên Miến Điện cũng vậy. Nhưng mà cái Thái với Miến Điện nó có một cái điểm về, nó nói người nào thời cái thời buổi này về sau cho tới 5.000 năm Phật giáo đó, cái người nào mà muốn có thể là vô rừng mà ở một mình mà hành đạo thì nên học cho hiểu rõ ràng về thắng pháp. Họ chỉ nói vậy thôi chứ họ đâu có đề cao gì đâu. Ngay cả sau này đó, Thái Lan sẽ dĩ mà biết nhiều di pháp là nhờ mấy ông ở bên Miến Điện đi qua, chứ họ lúc đầu họ cũng không có không có đề cập gì nhiều tới di pháp cả. Đó. Thành ra còn Miến Điện bây giờ đó quý vị biết, họ tôn trọng Tam Tạng pháp sư chứ họ đâu tôn trọng mấy ông di pháp pháp sư đâu. Không có, cái đó là chỉ ở Việt Nam mới đồn nhau vậy thôi chứ bên đó không có. Nó cái chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng là ví dụ mình học những cái nào mình hiểu được về Miến Điện là nó có cái bây giờ nó vẫn bảo trì cái đó. Là anh học theo tạng. Có ông thì chỉ học tạng trường bộ kinh thôi. Đó.
ba mấy bài đó thuộc lòng, vừa Pali vừa chú giải sơ giải họ hiểu hiểu ra hết. Có ông thì tiểu bộ kinh, có ông thì trung bộ kinh, vậy cái ông cái đó rất nhiều. Chứ họ không có ấy đâu. Còn những cái vị mà đa số là đi học về di pháp là đa số là họ đó, từ nhỏ lớn họ đã đi hành thiền hành gì đó, họ thấy cái gì đó họ mới về, họ học xong họ vô trở lại, chứ họ không ai nghĩ là ấy. Bởi vì thật sự mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống đó, thì họ coi cái chuyện của Đức Phật là quan trọng rồi, đừng có phân biệt cái đó là kinh luật hay luận gì đó, của Đức Phật là quan trọng rồi, nếu mà đó là dạy Đức Phật là quan trọng. Còn sau này rồi mình đi qua Thái mình học con mới mình đồn như vậy vậy, qua quý vị đồn vậy vậy chứ quý vị để ý coi. Mấy ông mà mời được mời qua thăm Việt Nam rồi toàn là tam tam ở trên rồi ấy. Có ông nhiều, ông nhiều ông rất là giỏi, di pháp rất là giỏi mà ăn lên nó mời qua đó. Ví dụ ngày Nada nó gọi là Bạch Thả Ná Sa Gia Đo đó, ông đó qua ông dạy gì về cái phẩm cuối cùng của cái bộ cuối cùng trong bảy bộ của Di Diệu Pháp, rất là nổi tiếng, nhưng mà đâu ai biết nhiều bằng mấy ông tam tạng pháp sư đâu. Thành ra Việt Nam mình ca tụng gì chứ không phải, bên đó là không có coi mấy cái đó quan trọng, tùy theo cái những cái chuyện mà được được ông vua ông trọng cái nào thì họ trọng đó. Bởi vì quý vị thí dụ bên Di Diệu Pháp mà quý vị có hạng U đi nữa đó, thì cũng không ai đi đó. Nhưng quý vị nếu quý vị học Bali mà đậu lên chính đó, là chính ông vua xuống là trao cái quạt cho đó, hay nó coi trọng cái đó nhiều hơn, coi trọng cái quạt cái nhiều hơn đó. Chứ không có cái chỗ nào mà nói là học Di Pháp thì quan trọng cả. Nhưng mà họ có cái mà họ đang nói với nhau đó là muốn hành cho nó đúng mức thì phải hiểu rõ về, về thật tính pháp gì, hay là phải học Di Pháp đại khái vậy thôi. Chứ họ không có, Di Phủ nó không đặt nặng cái vấn đề đó. Nó mô cái tài vậy. Nam mô Bụt Thầy Giang, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, vậy con đã thấy ra cái vấn đề đó được rồi. Bây giờ con nêu thêm một cái vấn đề, con thấy có một cái điểm mà nó cũng hơi khác giữa Theravada ngày nay, hiện đại ngày nay đó, so với lại cái thời mà Đức Phật tại thế. Ở một cái chỗ là con thấy đọc trong tạng kinh, đọc trong tạng kinh hiện giờ mà nói, thì không thấy ngày xưa có những cái trung tâm thiền viện tổ chức ra những cái khóa thiền tập intensive meditation cho cư sĩ mà kiểu giống như là Miến Điện, Thái Lan ngày nay đó thưa sư. Như vậy phải chăng là cái việc mà tổ chức những cái trung tâm để mà làm những cái khóa thiền intensive meditation đây đó, đó là cái sự sáng tạo của cái thế hệ sau này, có phải như vậy không thưa sư? Dạ con cũng gửi mic để cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa cho quý vị. Thật sự vào thời Đức Phật đó, ông sư mà cái người mới tu đó mà muốn xuất sơn đó, tức là hạ sơn đó, phải ở với thầy tới độ là 5 năm, 5 năm mà phải học hết bao nhiêu chuyện chứ không phải là ấy, được ghi rõ ràng. Bây giờ nó thật sự giờ ở 5 năm học cũng không hết nữa, rất là nhiều. Thành họ có đủ khả năng để họ hành thiền, họ làm gì đủ chuyện được, chứ không giống như bây giờ. Bây giờ thường thường là không có ấy cái đó, thành ra thường họ học đa số là 5 năm là học pháp học rất nhiều, nhưng bài kinh nào quan trọng này kia như Di Pháp là họ học rất nhiều. Thành ra khi mà họ họ rời ông thầy tế độ của họ đó, họ mới bắt đầu họ đi kiếm chỗ thì họ thiền. Thành ra đó lý do tại sao mà những cái chùa lớn ở Thái Miến Điện nó đều có một cái trung tâm thiền riêng là như vậy đó. Ta vô cái đó. Chứ hồi xưa hồi thời Đức Phật đó, khi mở 5 năm thầy độ đi ra ngoài là có khả năng tự thiền lấy được rồi chứ không cần thầy gì. Còn bây giờ thì cái đó nó không còn nữa, cái khả năng đó nó không còn, nên người ta mới lập ra những cái đó để chi. Cái thứ hai nữa đó là thời này giống như là cái thời Phật giáo, nghĩa là
không còn nhiều năng lực, thành ra đa số người ta nghĩ không cần học thiền cũng được. Cái gì nên nhớ vậy, thành ra đa số là không học gì đó, đi qua Thái qua ông địa đều kiếm được thiền vô để ngồi ngáp ngáp vài bữa nữa về cái ấy khoe chúng ta cũng đi thiền mấy năm rồi, đi kiếm chồng. Thật sự ra nói thật sự chứ mình không có học, mình thiền cái thiền cái gì chúng tôi cũng không có rõ, nên mới học gần ba thở thiền chưa được hiểu vào. Nhưng mà lại họ lại thích vậy đó. Quý vị nên nhớ quý nhỏ một chục người đó đây. Điểm điện làm gì? Tài chính lại vô trường thiền rồi. Đi 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 về có trời có chuyện để nổ đó gì đó. Đi tháng vậy. Không vô trường thiền. Về để nổ. Không biết phải làm gì. Không có lợi ích gì đó. Nó thiệt sự đó. Hồi xưa ra nó cho ở lâu, bây giờ nó đâu cho ở lâu đâu. Bây giờ 3 tháng là đủ dễ. Đâu có không đùa nên nó nuôi mình như vậy. Với vô thiền thường là mình không, nó không lấy cái gì mình các bạn nào đó. Ở trong vòng 3 tháng ở đó. Sáng vô ngồi liêm diêm tối về ngái vậy đó. Có được gì đâu, bởi vì không có pháp học, ông thầy sư cũng có giảng cái gì nữa thì cũng không thể nào mà theo kịp những cái điều mà Đức Phật dạy đâu. Thành ra thôi, quý vị theo chúng tôi, quý vị nên tìm học pháp học thế nhất là mình có khả năng về pháp học, nhất là mình còn có thể tiếp tục chứ sao mình, nếu mình ở những xứ Phật giáo mình ngồi tiếp tục được, chứ còn bây giờ thì mà không được gì hết đó, thì bảo đảm kiếp sau là mất cả chi lẫn dài. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Sư đề cập tới cái pháp học thì con cũng thấy một cái chỗ nó khác giữa xưa và nay, là coi trong tạng kinh cũng thấy Phật tử ngày xưa mà cái cách học đó, sư, là chủ yếu là qua hỏi đáp, sau khi nghe thuyết giảng sau đó là hỏi đáp, rồi bắt đầu là thực hành để mà trải nghiệm thực tế của cá nhân, chứ không có những cái khóa mà học mà theo cái kiểu mà từng chương từng phẩm từng bộ của toàn bộ cái hệ thống giáo lý mà đồ sộ như là cái thời nay, như là cái thì chỗ này mình cần phải hiểu như thế nào thưa sư? Thì rõ ràng ngày xưa con cứ thấy là Phật tử là vô là nghe giảng, rồi sau đó là mới vấn đáp hỏi, rồi ra tu trải nghiệm vậy. Thì cái kiểu học như vậy mà so với cái kiểu học mà thời nay đó, thì từng chương từng phẩm từng bộ rất là đồ sộ như vậy, thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Dạ con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tổ hoàng dạ, kính thưa cho quý vị cô thượng mẫn chờ chút nha. Thật sự ra bên bây giờ theo cái cách hồi xưa thì ở Thái nghĩ vẫn còn, mà điều nó không nhiều thôi. Ở Thái hồi xưa chúng tôi qua cái ở Quách Thám Ô ở Lâm Bang là đã biết. Buổi sáng đi từ Bình về một cái là ăn ăn sáng xong cái là ra là chia chia tù 5 chia 7 liền. Nghĩa là mình vô đó hồi trưa thì mình vô trong chỗ đó, trước khi mình vô đó thì mình phải khai báo là mình đã học cái gì cái gì. Ví dụ như mình nói là mình học cái gì pháp, hay học tạng trường bộ kinh hay là tiểu bộ kinh. Tống nhau có group thì 3, 4, 5, có group thì 2 rồi vậy đó. Ngồi bàn mấy cái đó, bàn học để nhớ chứ không phải là bạn không nha. Bàn ơi cái chỗ đó làm sao rồi không nhớ. Chúng tôi thấy cách đó nó rất là tốt, mà sao từ từ nó bớt lần lần mình cũng hiểu tại sao bớt đó. Còn bây giờ thì nó không có cái đó. Bây giờ là nó vô, thí dụ vô là học trong trường đó, trong trường mà hồi chúng tôi qua cũng học vậy đó. Ví dụ như là học về lịch sử Đức Phật, Bụt Thá Phra Hoạch, rồi học về một số cái bài kinh quan trọng, chứ không được học nhiều. Còn những cái bài kinh mà họ nghĩ rằng mình học những cái bài kinh đó nó là cái foundation cho mình, rồi nó cho học Pali, nó cho học gì đó, học cái nào cũng là cái phần mà basic hết đó. Rồi sau này mình muốn theo cái nào thì mình cứ theo đó. Mình theo là mình lựa chùa nó có cái trường cái loại đó, dù có trường nó dạy gì chuyên môn gì được, hay có cái chùa chuyên môn dạy di pháp rồi mình lựa ra mình đi học cái đó. Chứ nó không giống như hồi mà chúng tôi coi trong lịch sử đó. Cái chùa nào cũng có khả năng dạy cả bộ tâm tạng đó.
À, mình tới là vậy đó, thì cũng phải từ học từ chút từ cùng cùng vậy đó, thì mình học xong rồi mình học thời gian mình thấy cái nào mình trội nhất cái mình theo cái đám đó, hoặc là mình đi tới cái chùa đó, chùa có cái đó để mình học. Bây giờ thì nó không có được vậy, có lẽ là cái trí tuệ của người ta lúc đầu nó mất năng lực rồi, học nhiều không có được, học sơ sơ sơ. Hồi xưa đó thì ngay cả thời thời chúng tôi nghe là trong cái tu trong cái tháng đầu tiên nó bắt buộc phải thuộc trong cái 31 đó, chứ không phải không đâu, không thuộc là không được. Học rồi rồi nào cứ làm nhầm giống như chia này ai rồi rồi chán cái chuyện phải cho thuộc đó. Bây giờ nó kỳ lắm, bây giờ sao nó lạ vậy, nó không hiểu. Thành ra bây giờ tìm một cái vị tam tạng pháp sư nó khó là vậy đó. Tại vì người ta học theo những cái nào người ta thích học, người ta nghĩ có thể hành được, ví dụ vậy 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 thôi, chứ còn học mà để được giống như các ngày xưa vừa bảo trì giáo pháp vừa này vừa nọ có bộ hiếm lắm. Thành ra chúng tôi không biết ở Việt Nam sao, chứ chúng tôi không biết chứ bên Thái hay bên Miến Điện cũng bắt đầu bớt mới đó lần lần nè, không còn nhiều nữa. Dù rằng cái xứ họ Phật giáo là quốc giáo đó, nhưng mà cũng bớt, chứ không có được đồng đạo giống như ngày xưa. Nhưng mà cái cách đó, cái cách học đó vẫn còn. Rồi mời cô Từ Mẫn nha, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, cảm ơn Pháp Huân Lão Khai. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Từ Mẫn còn cúi đầu thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Còn kính đảnh lễ chúc sức khỏe ngài Liễu Tông, chúc sức khỏe ngài Trí Đức, ngài Quán Không cùng các quý chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ đang hiện hữu trong đạo tràng. Dạ, con bạch ngài, con có cái câu hỏi, mà cái câu hỏi con cũng lại là tế nhị nữa, bạch ngài quan hỷ con. Cũng như ngài nói, như hiện tại nói ra thì lúc nãy đó thì huynh tu học Phật pháp hỏi cái vấn đề mà vô minh với phiền não, thì con nhìn tới nhìn lui thì đúng như lời Đức Phật dạy là không có chạy đâu khỏi về trong cái tham sân si, không có chạy đâu khỏi hết. Như bạch ngài nghĩ con đi, con thì dân đen như vậy đó, rồi cái con nhìn lên Putin hiện giờ thì bạch ngài thấy cái tham của con đó, con thấy cái tham của con có chút xíu thôi, mà con nó ngồi con nhìn thấy cái tham của con ấy, con sợ quá rồi. Mấy năm nay con ngồi con nhìn con thấy con sợ con lắm. Thì bây giờ con ngó lên con nhìn thấy Putin thì con biết là cái tham của ổng tức mức độ nào, cho nên tất cả đều nằm trong cái tham ấy. Rồi sân rồi si. Thì thưa ngài, con ngài nói con rất là quan hỷ, ngài nói là học đi để hiểu, mà trong cái học pháp học với pháp hành là phải đi song đôi với nhau. Nếu mà bây giờ cho con là con có giỏi di diệu pháp cỡ nào đi chăng nữa, con học cao học, siêu học, tiểu học gì hết, chỉ là pháp học, nhưng mà pháp hành con không có thực nghiệm để trong cái đời sống hàng ngày của con thì cũng như là nói thiên như bạch ngài, nghe cũng như là dịch nghe sấm thôi, chứ cũng không biết là cái gì. Con xin trình với bạch ngài là con tham dữ lắm, con tham khủng khiếp luôn á. Tại vì khi mà con qua Mỹ đến nay cũng hơn 30 năm rồi, con không có một ngày nào con nghỉ hết á. Mà bây giờ con nghĩ là con retire, con over rồi con mới nghỉ. Nhưng mà những ngày trước đó, bạch ngài, 7 ngày một tuần con làm không có nghỉ một ngày nào đó. Từ hãng xưởng ra, ra hãng xưởng ra lại ra tiệm, làm under table lấy tiền mặt luôn bạch ngài. Rồi
đã như vậy rồi, lựa tìm cái chớp nào mà nhiều tiền lại nhảy chớp bạch ngài, muốn nhiều tiền thêm nữa. Chứ tiền nhỏ nhỏ không chịu, phải chịu tiền nhiều. Rồi nhìn có cái chớp nào có benefit, có quyền lợi tốt, lại đi thêm nữa. Cũng chưa vừa với cái lòng của con. Rồi đủ thứ ham hết á. Cho nên khi mà trong hãng bấm thẻ vô làm, làm vừa xong ra đó là có thay bộ đồ là đi vô tiệm rồi bạch ngài. Tối con mới về nhà, con không có cơm nước gì nhà hết, sáng lại con đi nữa. Mà bạch ngài coi, không biết để làm, để tiền làm cái gì. Mà cái tham nó hối thúc con. Con không phải như ngày nay mà con ngồi xuống để con nhìn lại con, thì con thấy con thấy thiệt là con không còn chỗ nào mà nói. Con thấy con rất là tội lỗi. Khi mà con tìm hiểu được Phật Pháp rồi thì con chịu ngồi xuống để con nhìn lại, thì con thấy như lời Ngài dạy là con thấy con sợ lắm. Con thấy cái tham của con thôi chứ con không thấy cái tham của ai. Mà rất là vi tế bạch ngài. Cho nên mà muốn làm sao trừ được cái tham sân si, cũng như con nhìn con, với con nhìn cái cuộc chiến bây giờ, thì nếu ước mong làm sao mà cho ông Putin mà ổng được giữ được cái trong một giới mà đừng sát sanh như cái kiểu bên Phật giáo nguyên thủy mình thì đỡ lắm á bạch ngài. Còn bây giờ mà cái kiểu này thì mình nói như mơ hồ vậy thôi, chứ thật sự ra con rất là sợ cái mà cái quả báo, cái mà dây trả hiện tiền. Thành thử ra con rất là tin tưởng trong cái vấn đề pháp hành bạch ngài. Cũng như thưa ngài, có cái là con không nhìn được con cho con là đúng không? Mà có nghĩa là con ra lệnh chứ con không có nhận lệnh ai hết. Từ cái chỗ đó là con thấy con rất là độc tài, bỏ ra tiền mà cái đồng tiền, cái người làm phải xứng đáng với con. Họ làm đằng trước là con đi đằng sau con chết rồi. Con nhìn thấy con rất là sợ. Thì ăn đồng tiền của con á, có nghĩa là không có phải dễ. Mà khi con lấy tiền của người ta thì con lấy rất là dễ. Mà con trả tiền cho người đó thì không phải là dễ với con. Cái đó là con, cái tâm con phải nói thật. Mà khi con tìm hiểu được vấn đề Phật Pháp thì con thấy rất là không biết làm sao mà con nói được. Có nghĩa là con chóp ớp, con bỏ, con nhìn thấy, con không muốn nhìn lại nữa. Nhưng mà khi ngồi xuống thì cái tâm của con nguyện là con không có sanh thiên, sanh thánh gì hết. Con không muốn gì hết. Con chỉ muốn cho con đoạn tận cái tham sân si trong cái tâm của con. Cho con nhìn thấy những cái gì của con để con tự con ghê sợ. Thì sự thật bạch ngài rất là hiển linh. Con nhìn thấy đó, hiện lên hết cho con thấy những cái tham mà phi tế của con từ trong một cái đời này. Từ ngày mà con làm những cái tiền mà con đã hại ai, con tham như thế nào hiện lên cho con thấy hết. Cho con thấy rõ ràng mà đó là con nói là con đúng. Mà cái tham rất là kêu bằng khéo léo bạch ngài. Mình đã tham rồi mình còn dạy người khác tham như mình nữa. Mà ai nói là con không chịu đâu á. Con giận, con nói tại vì con làm bằng mồ hôi nước mắt của con mà. Con đâu có ăn trộm ăn cắp ai đâu mà nói con tham. Con không chịu. Nhưng mà đến khi bây giờ con ngồi xuống rồi con mới nhìn thấy cái mà tham công tiết diệt cái bạch ngài, giành giật người ta một cách rất là khéo léo. Chứ không phải là ăn trộm ăn cướp gì ai hết. Thay vì cái ngày đó là cái ngày con nghỉ, con đi đâu chỗ nào con chơi hay là con ăn uống gì không, con lại long quong lại, con vô tiệm con lại nữa. Mà cái ngày cuối tuần thì trong khi con vô tiệm nữa, thì lúc đó thì các khách của con thì gặp con thì họ kêu con làm. Tại vì con làm beauty bạch ngài, con làm tóc, làm nail, làm design.
cho nên họ kêu con. Thì trong khi đó kêu con thì bắt buộc con phải làm. Thì bạch ngài thấy không, con tham tiền mà con không nghĩ là con tham tiền, tại vì khách mời con thì con làm thôi. Trong khi đó bao nhiêu người Việt Nam, người ta mới qua, người ta thực hành, người ta chân ướt, chân ráo, người ta không có tiền. Cái thên của người ta, tức cái ship người ta thì để cho người ta làm đi. Con cũng mò vô tiệm ngồi chơi, ngồi đặng người ta kêu con làm, để con lấy tiền, thì người đó đâu có chuyện làm. Con tham đến vậy đó, mà con không biết con tham. Đến khi bây giờ con ngồi xuống rồi con mới nhìn thấy, trời ơi con thấy thiệt, con không biết đường nào mà con nói con nổi hết ngày. Cho nên bây giờ con cũng như hồi nãy huynh tu học Phật Pháp nói vấn đề vô minh, thì bây giờ con mới nghĩ là tại vì cái phiền não nằm trong cái vô minh, thiện và bất thiện. Khi mà học về vi diệu pháp rồi con mới biết là từ cái có thiện làm cái việc thiện và cái việc bất thiện, thì cái tên vô minh nó nằm trong cái pháp ngũ ngầm mà mình cho là mình tốt lắm, chứ thật sự ra mình tội mà mình không hay mình tội. Thì hôm nay con trình ngài, ngài về phần tu học của ngài có kinh nghiệm nhiều, ngài dạy cho tụi con cũng như đối trị với cái lòng tham sân si. Hiện tại bây giờ thì con nhỏ đó, con tham ít, rồi lớn thì tham hơi lớn chút, mà lớn nữa, ông lớn nữa lại tham hơn ông lớn nữa. Thành thử ra trong cái đối trị mà về cái tham sân si như vậy, thì ngài dạy cho chúng con như cái cách nào để cũng như là okay, I'm here. Cái cách nào để trị bớt, để diệt bớt cái lòng tham của mình khi mà mình quán chiếu về cái tham của mình nó nổi lên. Xin ngài có kinh nghiệm, ngài dạy cho chúng con thêm để chúng con theo cái pháp thực hành để mình bào mòn bớt cái tham này. Dạ con xin tri ân quý ngài quý sư và quý đạo tràng, con xin xuống mít. Con nói mất giờ rồi. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình nói mình thấy mình có tham có đồ, mình thấy mà mình vẫn để nó trưởng thành đâu có được. Mình thấy mình phải đổi đối tượng đi chứ, để cho nó đừng có đủ năng lực. Chứ còn mình thấy nó rồi, mình thấy mình biết nó ăn trộm, mình vẫn mở cửa và mời nó vô nó gì. Ráng cố gắng học Phật Pháp đi, ráng học cho nó đầy đủ. Học xong rồi hạ thủ công phu hành thì mới thấy rõ ràng những cái điều mà được gọi là ác pháp, vậy thì nó mới giúp được mình. Chứ mình cứ nói mình thấy rồi mình Phật Pháp thì không học lấy gì hành, mà không hành thì không có cách chi mà đuổi nó ra khỏi, mà còn lại làm nô lệ cho nó nhiều, không có tốt đâu. Tham sân si đại cũng có đó, là phần nhân đại cũng có đó. Nhưng mà phải tìm học Phật Pháp để cho mình hiểu tham sân si là gì cái đó, những điều kiện nào làm cho có thể nó phát triển, thì mình mới dùng những cái hành động về thiền để mình làm cho nó bớt năng lực từ từ, rồi nó mới có khả năng mà đè nó được. Chứ còn nếu mà mình không chịu mà mình cứ nhìn nó để cho biết, rồi để cho nó tự tác quái tác quái, thì mình chết rồi chứ còn gì đâu. Học đi rồi phải lên những cái rung này nè, nha. Học những cái bài Phật Pháp mà liên quan tới những cái gì đó, thường thường trong rung nào ta cũng có giải đó. Rồi mình học rồi mình lâu lâu, nếu mà hỏi cho đặt hỏi thì đặt hỏi, mà đặt hỏi thì đặt ngắn, chứ đặt hỏi mà nói cả 5-10 phút vậy thì không ai biết mình muốn gì đó. Thành ra đừng có nghĩa là
phải tóm gọn lại, làm cái gì cũng phải cho nó vừa phải thôi, chứ còn mình nói hoài không được đâu. Là nhất cái thứ hai đó, mình phải học Phật pháp để mình hiểu. Bởi vì trong giáo pháp Đức Phật dạy từ thấp tới cao, mình học để mình hiểu những cái phiền não nó gồm có những cái gì và những cái pháp nào mình có thể mình dùng để mình đối trị những cái não đó được. Mà khi mình đối trị được rồi, cái pháp bước thứ hai là làm gì, bước thứ ba là làm gì, lúc đó từ từ thì mình mới có thể mình giúp mình thoát khỏi ra những cái điều kiện của những cái phiền não đó được. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý thầy, kính chào quý cô, quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Kính bạch ngài, thì bản thân con thì con thấy không phải từ nhưng mà mình hướng tâm đến cái giáo pháp của Đức Phật hề Nam truyền, mà nó có một cái gì đó ở trong quá khứ, cho nên đến bây giờ mới gặp lại thì mình theo liền, mình hướng tâm đến liền để mà học hỏi, để mà tu tập. Như vậy thì trong hiện tại thì chúng con cần phải có một cái hành trang tối thiểu nào đó để khi đi qua kiếp sau thì chúng con gặp lại cái giáo pháp thì vẫn có thể hướng tâm để mà tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật được, hay là nếu không thì sẽ bị lạc qua một cái hệ khác, rồi thì còn càng ngày lui sụt chứ không có tiến bộ. Con dâng biết đến ngài. Nam mô Thầy dạ, Nam mô Tham mà dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch Chư Tôn dạ, kính thưa cho quý vị. Mình nên nhớ một điều á, tại vì mình học mà mình không học theo cái cho nó đúng cách, thành ra mình rất dễ xa nó, và nó càng ít năng lực để nở chung với mình những thiền pháp mình đã tạo rồi. Thật sự ra đó, nó có 10 cái chuyện mình ráo gắng mình tu tập. Bởi vì 10 cái chuyện này là trong lúc nào mình cũng có thể mình tu tập để cho nó có năng lực cả. 10 cái chuyện đó tức là 10 phương pháp tạo phước đó, bố thí, trì giới, tùy hỷ, phước pháp này kia xong đó. Thì lúc nào mình cũng có gặp cơ hội là cứ làm, gặp cơ hội là cứ làm. Thì nó mới có năng lực được. Còn nhiều khi mình không có làm thì mình lấy năng lực ở đâu để mình tiếp tục cái khác được. Chúng tôi nói trong 10 phương pháp đó, phương pháp đầu tiên mà mình nên làm đó là cải chánh tri kiến. Tức là ngồi quan sát lại những cái chính cái kia của mình đã làm chưa, mà khi làm nó có những cái khuyết điểm gì. Đó. Rồi mình lật sách vở ra mình coi, ví dụ bố thí xưa giờ mình đang bố thí, mình lật ra mình ráng mình quan sát những cái điều mình làm có nó có bị khuyết điểm hay không. Mà khi nó có khuyết điểm thì làm thế nào, thì thường mình lật những cái sách ra nó sẽ dạy về bố thí, thì bố thí như thế nào gọi là bố thí của chủ nhân ông, bố thí như thế nào gọi là nô lệ thí, bố thí như thế nào vậy đó. Thì mình phải cải chánh tri kiến từ từ nó mới giúp cho mình có được cái căn bản vững chắc trong cái thiền pháp đó. Thì kiếp sau hay là kiếp sau nữa, mình đi đâu mình vẫn có cơ hội để gặp những người đồng hòa mạnh như mình được. Bởi vì những người vô giáo tới với giáo pháp Đức Phật thì ta đều học những cái tham lại, nghĩa là thập phước, thập thiện, thập này kia, thường là người học những cái đó không. Học để làm gì? Để đào tạo những cái năng lực nó giúp mình bước tới chứ không bao giờ ngã lui. Mà nếu mình không làm những cái đó thì chắc chắn đó, cái ác pháp nó vô, nó
nó giúp mình để hủy hoại những cái mình đã có. Ví dụ như mình thấy cái trường hợp đó nên làm cái việc là bố thí mà mình không làm thì chắc chắn rồi là cái anh phiền não nó khoái lắm, nó vô là nó xúi mình. Thôi cho thằng đó làm gì, cho nó không đi uống rượu, cho nó chút nữa đi mua số đề vậy. Thành ra mình nghe gì đã quá, mình không thèm làm. Hồi kia mình không thèm làm rồi đó, tức là mình đã thua. Thua những cái phiền não đang có trong người của mình. Mình làm thế nào thì ít nhiều, có bao nhiêu làm bao nhiêu. Trong một người Pháp trả phước đó. Thì nó mới giúp mình được. Ít nhất là nó tạo điều kiện cho mình để trước sau mình có thể sanh vào những cái nơi mà có giáo pháp Đức Phật còn lưu truyền, hoặc mình gặp những bậc thiện trí trong giáo pháp này, họ giúp mình. Chứ còn bây giờ mình lỡ mình gặp, quý vị nên nhớ một điều đó. Đừng tưởng là mình gặp được giáo pháp rồi mình có lợi lộc, chưa chắc. Quý vị cứ nhìn trong thời gian Đức Phật còn tại thế, có những người đi vô cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp để ngồi nghe cùng hội chúng, nhưng mà với tác ý là sẽ làm hai ngày. Thành ra gặp Phật pháp chưa chắc, mình phải tạo cái điều kiện để gặp Phật pháp để mình học được cái giáo pháp đó. Có những người gặp Đức Phật không hại Đức Phật, nhưng mà chỉ làm được cái phước rất là nhỏ, tức là để pháp cho ngày hàng ngày, chứ đâu có đắc gì đâu. Tại có gặp giáo pháp mà mình không chưa học, thì lấy năng lực ở đâu để kiếp sau mình gặp lại giáo pháp mình có khả năng để mình tiếp tục, phải không? Quý vị cứ nghĩ, quý vị từ ngày quý vị biết chùa cho tới giờ đó, quý vị đã làm được những cái loại thiện pháp nào liên quan tới cái đó? Rất là hiếm. Mà khi mình hiếm như vậy đó thì cái tâm mình nó dễ bị thụt lùi lắm. Mà khi mà nó thụt lùi rồi đó, là không phải nó thụt lùi thì ít đâu, kiếm cách nhiều cách như vậy đó. Mà khi nó thụt lùi rồi đó, kiếp sau mình có rất nhiều cơ hội để mình sanh vào cái xứ không có giáo pháp Đức Phật. Mình đã sanh vào cái xứ có giáo pháp Đức Phật, mình còn không làm được thì đừng nói mình lúc mình không sanh vào cái nơi không có giáo pháp Đức Phật. Quý vị thấy vào thời Đức Phật á, mỗi sáng ngày ô mình bác cộng cả hàng ngàn chư vị tánh tăng. Nhưng có những người để bác hàng ngày ngày đâu có thấy pháp gì đâu, đâu có phước gì để đắc đạo đâu. Đó, để bác cho Đức Phật đó. Thì mình nên nhớ mình cũng trong tình trạng đó. Sau này gặp Đức Phật thì cũng chỉ để bác cho Ngài thôi chứ. Bởi vì mình sanh lòng người nhị nhân, người, người lạc vô nhân thì có để bác Đức Phật thì Ngài cũng đâu, mình cũng đâu lọt vào dũng trí của Ngài để được Ngài nói cho một vài câu pháp, thấy không? Phải làm thế nào để ít nhất đó, khi mình để bác với Ngài đó, Ngài đứng lại, thay vì Ngài phúc chúc, Ngài nói lên cái câu gì đó, nó giúp cho mình phát triển cái thiện pháp để mình có thể hoàn hành được cái pháp của Đức Phật. Đó. Thành ra ráng cố gắng những cái chuyện mà mình từ xưa giờ đó, mình nên quan sát lại cái gì thiếu mình nên bổ túc, cái gì đã đầy rồi làm cố gắng cho nó nhiều thêm, chứ định đừng tưởng nó đầy rồi không làm nữa. Bởi vì những cái thiện pháp làm không bao giờ đủ được hết, quý vị nên nhớ chuyện đó, lúc nào cũng thiếu hết chứ không bao giờ đủ được đâu. Thành ra đừng sợ cái làm thiện pháp. Mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ Ngài, kính lễ chư Tôn Đức, kính chào quý vị Phật tử. Con có cái này con kính thưa thỉnh Ngài để Ngài chỉ điểm cho con thêm. Con bản thân con thì trước đây là một cái vị thầy bắt truyền, tức là cũng ba mươi mấy bốn chục năm rồi. Thì năm 93 thì con được học trung cấp bên Phật giáo bắt truyền.
nhưng mà có một cái duyên lành là con được gặp mà Phật giáo Nguyễn Thủy qua Hòa Thượng Đông Minh. Và lúc bấy giờ Hòa Thượng luôn luôn ai mà học Pali thì Hòa Thượng lại thưởng. Hai là ai mà đọc và kinh Nikaya thì Hòa Thượng lại thưởng. Hòa Thượng rất là rất là khích lệ cho Chư Tăng học về kinh Nikaya. Thì lúc bấy giờ con còn nhỏ lắm, nhưng mà cái nhà con rất thích về cái khía cạnh về kinh Nguyên Thủy. Thì có một lần thì có một vị thầy ở bên Thiền Tông, tức là thầy Thông Huệ, thầy dạy về con đường thiền. Thì con rất đam mê về thiền. Rồi sau đó rồi con lại gặp sư Tâm Hạnh. Đó là sư Tâm Hạnh, bây giờ sư ấy đi qua Mỹ rồi. Thì sư dạy về cái nhà Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận, xong rồi về Duy Thức Học, xong rồi Bách Pháp Minh Môn Luận ở bên Bắc Truyền. Xong rồi chiều chiều thì con vẫn vô, rồi con gần gũi sư ấy, rồi sư ấy hướng dẫn con về con đường thiền Vipassana. Thì con rất là mê. Thì sau đó rồi thì con vào vấn đề nghiên cứu, học về Hán Nôm, tức là phiên dịch về kinh điển, kinh tạng về ở bên Bắc Truyền á. Thì sau đó rồi con mới tiếp xúc được với cái Phật giáo Nam Truyền một cách rất là đam mê. Con qua trong cái thời gian đó thì con được đệ tử, con xuống sư Viên Minh thì được Hòa Thượng Viên Minh dạy, cũng giống như đệ tử của sư Viên Minh dạy con về cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận, tức là vi diệu pháp tốt yếu đó. Nhưng mà trải qua một thời gian học thì con thấy nó cứ đi vào trong cái pháp học, nó không giải quyết được cái vấn đề gì đời sống con hết, mà con rất là đam mê trong cái vấn đề pháp hành. Làm sao để có được một cái niềm hạnh phúc an vui, cũng giống như vấn đề giải quyết được cái đời sống thực tế của con. Tại vì ở bên Bắc Truyền con phải học thuộc lòng, ví dụ như Di Thức hay là Tam Thập Tụng, Tam Thập Tụng Di hay là Bách Pháp Minh Môn Luận, phải học thuộc lòng, không có nói cái gì hết. Cho nên ghi nhớ từ chút. Thì khi mà con đi qua Miến á, năm 2013 thì con áp sát được trong cái quá trình thực hành. Thì qua anh đó rồi thì cái nghĩa tâm trạng con cũng vứt hết, và coi nhà con chỉ chuyên về cái pháp hành thôi. Thì con lại thấy trong cái rừng thiền quán, tức là rừng thiền Shimin đó, ngày dạy cái nhà, tức là cái nhà bạn hãy buông bỏ hết và bạn nhìn vào thực tại. Thì trong cái thời gian đó vừa là có một cái vốn mà cái nhà con đã học trước đây, xong rồi đưa qua cái vấn đề pháp hành. Thì trong cái quá pháp hành đó, nó đưa con đến có những cái vấn đề con nhìn nhận nó bị thiếu. Nhưng mà khi con đi qua bên rừng thiền Shimin thì con thực hành ở bên đó mấy tháng, thì con thấy là cảm thấy rất là có lợi ích. Và khi mà con cảm thấy có lợi ích và có nhiều cái hỷ lạc ở trong đó, thì bắt đầu cái tâm nguyện con tự động nó phát lên một cái tâm nguyện là mình phải, tức là thành lập một cái thiền viện và đem cái con đường thiền trí tuệ này để mà truyền bá và làm cái chỗ để cho mọi người về tu tập và đưa cái Phật giáo Nguyên Thủy đi vào cái khía cạnh thực hành mà theo cái quan điểm của con nghĩ. Tức là không có trên cái lý thuyết, tức là học ở đâu thực hành tới đó, học tới đâu thực hành tới đó. Thì theo cái quá trình của con đó, thì trong cái khía cạnh đó thì con hình thành, nhưng mà có Phật tử nhiều, xong rồi cái tiếng tâm nó cũng không có. Cho nên một mình con và cái nhà có mấy người đệ tử thôi, cùng nhau làm một cái thiền viện, thì hoàn toàn là tự xây tự ấy hết. Tức là cái nhà không có nhiều đâu. Thì con mong muốn rằng cái thiền viện nó được hình thành. Và trong khi đó cái đời sống của con vừa thực hành và vừa làm liên tục trong cái quá trình làm đó, con luôn luôn quán thân thọ tâm pháp. Nhiều khi ví dụ như cái nhà cơ thể con đau nhất hay là từng chút, tại vì con là người tiểu đường, cho nên con làm có thể ví dụ như ngồi thiền ông rồi cái nhà tiếp tục là con làm có khi một ngày 17-18 tiếng đồng hồ nữa. Có nhiều khi có những đêm mà con không ngủ luôn. Tại vì cái tâm nguyện cố gắng, thì con muốn thỉnh ngài một ý là với cái tâm nguyện cố gắng đó, với khía cạnh thiện pháp mà con nghĩ rằng là cái thiện pháp này không bao giờ đủ, và cho nên con cứ làm thực hành, vừa làm vừa thực hành trong cái quá trình để thấy rõ thân tâm, khi thân con nhất, con quán về cái sự nhất và cái vấn đề cái nhất đó nó đang sanh khởi như thế nào. Trong khi con mệt mỏi, khi mà cơ thể con rã rời, cái thân thể con nó nằm giống như một xác chết đi, thì lúc bây giờ hơi thở nó hiện ra rất là rõ.
Rồi khi mà cái nhà, khi mà con mới nói một điều như này, xin chư thiên gia hộ cho con để con hình thành cái nguyện để cho tất cả mọi người có chỗ để tu tập về cái con đường thiền nguyên thủy. Mà đối với Phật giáo Bắc truyền, con quen một số Phật tử, con muốn hướng dẫn họ đi về con đường ở đó, thì cái tâm nguyện cũng giống như cái cách mà con làm đó. Tại vì bây giờ con làm trong cái quá trình là có một mình một thân, một mình lại vài người đệ tử thôi à, thì với khía cạnh tâm nguyện đó, có phải là tâm con tham quá hay không à? Nhưng mà trong khi con làm, con cảm thấy không có vấn đề gì để mà cái nhà đau khổ ở đây cả. Tuy thân con rất là khổ, tức là làm miệt mài, làm nhiều khi lên bờ xuống ruộng luôn, xong rồi nhưng mà cũng không bao giờ bỏ, luôn luôn áp dụng trong cái quá trình tu tập để lấy kinh nghiệm. Khi gặp ai, con không có chia sẻ kinh điển nhiều, mà con chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái đời sống con thực hành, và con chia sẻ họ đi vào trong giáo pháp từng chút, và tâm con khởi lên như thế nào. Thì con muốn hỏi Ngài là cái tâm nguyện con làm việc đó và nó quá cái sức của mình mà vẫn cố gắng làm, thì đó có phải là tâm tham quá hay không? Con xin cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy. Nam tham mai ya, nam mô sang khai ya. Nam mô Bố Thầy. Dạ, cái linh thưa quý vị, thật sự ra đó, cái sự biết mình chưa tới nơi mà mình làm đó, cái đó không phải là do tham, mà cái đó là do vô minh. Do vô minh chứ không phải do tham đâu. Quý vị nên nhớ một chuyện đó, là pháp hành nó không phải dễ. Bởi vì nó là cái điều kiện để mình có thể chứng đắc cái gì đó. Nhưng mà trước pháp hành nó có cái nhân. Tức là pháp học là nhân của pháp hành. Pháp học và pháp hành là nhân của pháp hành. Bây giờ pháp học mình không có đủ, đầy đủ, không học đầy đủ, mà nó là nhân pháp hành, thành ra mình hành cũng trật lắc. Mà khi mình hành trật rồi đó, pháp học chưa đầy đủ mà pháp hành trật lắc rồi đó, pháp học với pháp hành là nhân của pháp thành, tức là mình đã đi sai đường rất là xa rồi. Cái quan trọng trước khi mình quý vị nên nhớ đó, 45 năm hoằng pháp Đức Phật đó, quý vị có thấy cái chỗ nào là trường thiền không? Không có. Trung tâm thiền định đâu này có không? Không có. Bởi vì khi mà ông sư mà ở với thầy độ đúng 5 năm là có thể hành được, tức là mình ra gốc cây mình hành chẳng được. Mà khi mình đó mình có khả năng rồi đó, chỉ là người ta cũng hành được theo mình mà không cần dừng thiền, trung tâm thiền gì cả đó. Sau này đó, tại sao có những cái chỗ nó có như trung tâm thiền là tại sao? Tại vì lý do ở những cái nước đó, đó cái người cư sĩ đi trì bình kiếm ăn không có được, thành ra người ta mới tổ chức để khi nào quý vị có muốn có cơ hội hành thiền đó, là quý vị có sẵn cái chỗ để người ta nấu ăn cho quý vị. Thành nó đi sai đường rất là xa. Bởi vì khi mà quý vị vô mà quý vị cần cái sự giúp đỡ người khác rồi đó, nó thật sự ra vị nào từng đi vào những cái chỗ đó để ý cái tâm mình như thế nào. Nên nhớ mà cái sự an ái nó vẫn phát sinh như thường, dầu rằng mình đang hành trì. Thành ra bây giờ mà mình có muốn làm theo cái kiểu mới là mình có đường thiền, ít nhất phải có cái vị thiền sư đàng hoàng. Chứ còn bây giờ người ta vô ngồi đó mà không có vị thiền sư dạy cho người ta, pháp học của người ta cũng không có, thì vô đó làm gì? Phải không? Thành ra nên suy nghĩ lại những cái điều mình làm. Bây giờ quan sát lại từ đầu tới đuôi mình học, bây giờ thiếu sót cái nào, ráng cố gắng tìm học để bổ túc lại cái đó, cho tới khi nào mình có khả năng cái đã. Rồi có khả năng về pháp học rồi mình mới hành. Mình hành mà khi mình được cái gì rồi đó, thì lúc đó mình mới tính được cái chuyện là mình lập trung tâm thiền hay trường thiền để mình lấy cái của mình có để bố thí cho người khác. Mà bây giờ mình chưa có gì hết mà mình lập trường thiền để mình lấy gì bố thí cho người ta. Mà khi mà họ vô rồi họ thấy không có kết quả gì, chắc chắn trước sau gì, họ cũng từ giả mình thôi, họ mà
những người mà vô trong dần thiền rồi mà khi mà từ giả từ thiền là không bao giờ họ trở lại chùa, chứ đừng nói trở lại từ thiền làm gì đó. Anh ta nên xét lại những cái điều mình đang làm. Và trong thời gian nào đó, lúc nào đánh đổi, nên tìm tới cái vị nào có khả năng về pháp học để học hỏi một số vấn đề. Bởi vì cái người mà hành thiền, nhất là thiền minh sát mà không học, không có cơ hội gì hết. Nghĩa là không có cơ hội gì cả. Quý vị nên nhớ người ta dạy quý vị, người ta dùng chế định, người ta dạy quý vị. Nhưng mà quý vị hạ thủ công phu, quý vị phải dùng thực tính pháp để làm đối tượng. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Thí dụ người ta dạy với quý vị, dở tay biết là dở, để xuống biết là xuống. Người ta dùng cái chế định đó. Nhưng mà quý vị khi quan sát cái dở tay rồi, quý vị quan sát cái gì? Quý vị không thể là thấy cái tay chuyển động, quý vị nói tôi quan sát cái tay chuyển động. Nhớ chuyện đó. Mà quý vị phải quan sát cái lực bên trong cái tay quý vị đó, gọi là chất gió phát sinh vô tâm. Cái chất gió chuyển động nó làm cho cả cái tay chuyển động. Nhưng mà khi quý vị biết là quý vị biết chất gió đó, chứ quý vị không thể biết cánh tay chuyển động được. Biết cánh tay chuyển động không? Mà biết cái chất chuyển động mới là tiền. Nên nhớ gì? Thành ra nên bỏ công ra hạ tủ công phu học cho nó đàng hoàng, rồi mới tính chuyện làm trường thiền hay là dạy người ta thiền. Còn nếu không, quý vị giúp họ mà lỡ họ lạc thiền một cái, hậu quả bất khả tư nghị. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Mai á. Nam mô Sang Khai á. Con kính cảm ơn sư. Nhưng con cũng kính bạch với sư là về cái khía cạnh sư mới chỉ dạy thì điều đó con học rất là kỹ. Thì con đã đi sai nhiều lãnh vực rồi, cho nên cái người mà sai giống như con nai nó bị dính bẫy á, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ bị dính bẫy lần thứ hai. Vì nó bị dính bẫy nhiều rồi, nó sợ, cho nên chắc chắn nó sẽ không bao giờ bị dính bẫy lần thứ hai. Cho nên khi mà con khẳng định đi về cái khía cạnh đó, thì con học thế nào là thực tánh pháp, thế nào là khái niệm. Và khi đưa cánh tay lên, đó là khái niệm đưa ra, hay là cái vấn đề nhập cái nhìn nhận qua cái pháp hữu vi nó đang sanh diệt bằng cái khái niệm đó. Tức là con học rất là kỹ từng chút qua cái quá trình thực hành. Cho nên khi mà con bỏ công ra mười mấy hai chục năm để con đi từng chút qua cái khái niệm và cái vấn đề thực tại để đi vào cái thực tánh pháp á, là con đi rất là kỹ từng chút. Thì con không nói rằng là mình sẽ như thế này như thế kia, nhưng mà con chỉ thưa với sư là khi một con nai nó đã bị thất bại, nó sẽ bị dính bẫy, thì nó sẽ không bao giờ đạp trên ngôn ngữ khái niệm để mà nó đi tìm với đi cầu khẩn. Và nó đi vào thực tại và nó loại bỏ ngôn từ cái. Có nhiều khi ví dụ như trong quá trình con pháp, thì trong cái quá trình cái nào mà thực tại, cái nào là khái niệm, và cái mà mình suy nghĩ về đó nó như thế nào, và cái tâm nó lội lên nó thuộc cái dạng nào, thì từng chút trong cái quá trình đó con chiêm nghiệm. Tại vì khi một cái con người mà họ đi chuyên về lĩnh vực đó, trong cái quá trình để mà họ tìm ra pháp hạnh, họ không muốn đi vào cái ngôn ngữ giống như lâu nay là mình chỉ thắt chặt cái ngôn ngữ, rồi mình đi vào ngôn ngữ và mình lầm lẫn bởi ngôn ngữ và mình lún sâu vào ngôn ngữ, rồi mình trở thành một cái con két. Cái con ấy nó kêu và nó kêu một cách rỗng, giống như kiểu mà cả nhà cái không có một cái gì về cái khía cạnh về cái học pháp. Thành ra từ ngay ở đó thì con rất sợ một điều là khi con được một số vị thầy khác hướng dẫn là sai, con cũng bị một số vị sư khác hướng dẫn là sai. Cho nên chính vấn đề đó, ví dụ như về vấn đề bộ vi diệu pháp, họ cứ bắt học, cuối cùng là không có vấn đề gì để thực hành hết. Rồi nhà cứ phạt cứ đứng trên ngôn ngữ thôi. Ông rồi bây giờ học thuộc kinh này cũng vậy, họ cứ bắt học thuộc lòng, rồi cuối cùng đi vào thất tại, không thấy rõ được vấn đề trong cái quá trình thực hành. Sư chia sẻ thì con rất là mừng, con rất là hoan hỷ, là cái vấn đề Đức Phật dạy về cái phương pháp thực hành, chứ không phải dạy để chúng ta tụng đọc ra đó cho thuộc lòng. Cái hai là cái mà đây là phương pháp, cái luật là cái này, ngươi phạm vào cái này
thì nó bị ngăn cản cái con đường để tôi hướng đến giải thoát, cho nên ngươi cần phải giữ đó, từng chút từng chút. Thành ra từ ngay do đó khi mà con hình thành ra một cái thiền viện thì luôn luôn con phải nắm pháp vững, và trong nhiều cái khía cạnh để con thực hành, để con có những cái kinh nghiệm đó con chia sẻ cho người ta, để thoát ra cái ngôn ngữ thực tại, thoát ra khỏi ngôn ngữ, đi vào vấn đề thực tại của cuộc sống, để giải quyết vấn đề đau khổ trong cuộc sống mà chính bản thân con đã có nhiều đau khổ trong cuộc sống và đã đi tìm kiếm nhiều lĩnh vực. À, thì con cũng trình bày với chư thì vì sao con thấy nó có một cái vấn đề là nhiều khi ví dụ như mình cố gắng hết mức, cái tâm của mình ví dụ như nó vẫn an vui trong cái khía cạnh, từng cái khía cạnh xảy ra trong cái quá trình thực tế tiếp xúc hơn. Tại vì con đã học của anh này, khi ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, tức là khi mà ngôn ngữ cắt đứt rồi thì bắt đầu mới đi vào thực tại được, còn khi mà bị dính vào ngôn ngữ thì chắc chắn không đi vào thực tại được. À, thì trong cái quá trình thì con cũng bộc bạch với sư những cái điều mà con học, thì con không muốn rằng là mình là cái nguyên nhân là dẫn dắt người ta đi vào con đường sai, giống như mình hai mươi mấy năm trước mình bị một số người họ đã dắt mình đi vào con đường sai, mà không những là cái nhà các thầy mà còn các sư nữa. À, chứ không phải những các thầy mà còn các sư nữa. Thành ra con muốn đi vào vấn đề đó để mà cái nhà mình giải quyết cái vấn đề đau khổ mình trong cuộc sống, là mình thực tập tới đâu mình cảm nhận tới đó, thực tập tới đâu cảm nhận tới đó bằng cái đời sống thực của mình, chứ không bằng bằng vấn đề cái này cứ đọc lên sách vở rồi nó là như vậy đó. À, thì con xin chia sẻ trình để cho sư thấy rõ cái nhà. 20 năm con chuyên về lĩnh vực đó, và con ẩn thân ở nơi một cái xứ mà không có khía cạnh, con không tiếp xúc bất cứ một ai hết để con thực hành cái thiền pháp đó. À, chứ không phải là một cái người mà chỉ là cái nhà ham mê trong khía cạnh, mà cái nhà chỉ mở ra trong cái xác mà không có cái hồn. Thành ra nó khác với một cái con người bị dính bẫy rồi và đi, thì nó sẽ cẩn thận lên mọi lĩnh vực. Thì con cũng xin kính lễ tri ân sư lễ cho con những cái lời khuyên rất là tuyệt vời, và con cũng rất là tâm đắc hôm nay sư chia sẻ với một cái vị mà cái nhà vị đó trong cái vấn đề đi vào vấn đề pháp học không, mà cái nhà lại dính mắc nhiều cái khía ngôn từ, thì con rất là tâm đắc về cái khía cạnh mà sư vừa mới chia sẻ. Bản thân con cũng vậy thôi, thành ra từ ngày đó con không muốn dính mắc vào ngôn từ và đi vào vấn đề thực tế, cho nên khi mà sư chia sẻ điều đó con cảm thấy rất cực kỳ hoan hỷ trong cái khía cạnh những cái thời pháp mà sư chia sẻ với vị đó, là con cũng cảm ơn vị đó đã cho ra được những cái gì mà lâu nay con nghe rất nhiều vị sư thắc mắc về đưa qua rất là nhiều khía cạnh, và thậm chí cãi đánh lộn nhau luôn. Ví dụ như ở thiền viện với sân các những vị, ví dụ như bây giờ đơn giản là cái nhà nói ồ bộ vi diệu pháp Đức Phật nói trên cung trời đau lợi, rồi bắt đầu hai ông đánh lộn nhau. Xong rồi ông kia Phật nói gì và nói như thế nào ở trong kinh tạng, nào khi nào ở trong kinh là cái gì đó tôi mới tin, còn ông nghe nói bên ngoài không, tôi không có tin, thì bắt kiểu lộn lẫn nhau. Cái câu chuyện đó không, nghe sư tánh niệm ở thiền viện Thư Sơn, ông có cái thác ông đeo, rồi con ông mới kể câu chuyện đó, thì con mới thấy ồ nó kỳ quá. À, thì từ nghe ở đó hôm nay cũng con cảm ơn cái vị mà Phật tử lấy cái nick Phật tử đó để đặt ra những cái câu hỏi mà sư trình bày, sư cho chúng con biết những cái ý của sư. Thành ra con rất là hoan hỷ về những lĩnh vực đó, thì con không muốn như đi vào để mà chấp chặt bất cứ một cái khía cạnh hệ phái toái hay là một bất cứ một khía cạnh nào hết, mà mình đã đi vào vấn đề thực tại để mình trưởng dưỡng trong cái quá trình lời dạy Đức Phật hay không thôi. Thì đó là điều con rất là tâm đắc, luôn ngồi lắng nghe sự hướng dẫn và cũng lắng nghe những cái câu hỏi của vị kia đặt. Thì đó, đây là một cái bữa rất là bổ ích cho con. Cuối cùng con xin tri ơn sư, cũng giống như tri ơn cái vị mà nãy đặt những câu hỏi cho sư đó, thì nhờ vị đó mà con muốn nghe những cái ý và con muốn nắm bắt. Con có một cái sự cái khía cạnh nào đồng cảm để mà con lắng nghe, và con thấy đó là tuyệt vời đối với con. Thì con cũng xin tri ân sư và xin tri ân cái vị hồi nãy đặt những câu hỏi, và cũng xin tri ân sư phụ con đã có một cái môi trường để cho con học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Mô Bụt Thầy, Nam mô Sang Khai, Nam mô Sang Khai. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tổ hay giả, kính thưa cho quý vị tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mỗi duyên là
Thì tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh năng ở trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt ao pháp không ngầm đại tâm. Nam mô Bố Thầy và Nam mô Tham Mày và Nam mô Sẵn Khả và Nam mô Rất Tà Nất Tà Giá Sa. Không biết cô Mê Tà còn trong này không, hay là còn cô nào trong này xin rồi nhờ cái xin nhờ sư Quán Không tụng kinh phúc thúc dùng nha. Nam mô Bố Thầy và Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Dạ, cảm ơn Hoàng Thành cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính tri ân Ngài Liệu Tông đã trả lời những câu hỏi trong đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn sư, và con cảm ơn thầy Trần Tịnh, rồi sư Quán Không, cũng như tất cả quý vị trong đạo tràng đã đặt câu hỏi. Dạ. Bây giờ con xin đọc phẩm sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo và xin kính dâng mít đến sư Quán Không để chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng qua Uttamang Bút thể vô khá lý tô đô sô bút thô khá má tú tăng Ma Măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cho đu vi thần qua rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá má tú tăng. Ma Măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đu vi thốt tam ăn sanh ghe vô kha li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai Phật tăng là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến sư Quán Không để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bố Tha Giá.